Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 601, quá yếu, ai lợi hại hơn đi. Sau khi Diệp Huyên tiến vào một khu rừng rậm rạp, khí tức biến mất không thấy đâu, dường như người này chưa từng tồn tại vậy. Sau khi Diệp Huyên biến mất không lâu, một người đàn ông râu quai nón xuất hiện ở nơi Diệp Huyên từng đứng. Nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt người đàn ông râu quai nón vô cùng âm trầm. Hắn ta lạnh lùng nhìn xung quanh, tên nhân loại đáng chết. Vừa dứt lời, hắn ta đạp mạnh chân phải xuống đất. Ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, như có động đất vậy. Diệp Huyên không hề rời khỏi sơn mạch vạn thú mà âm thầm tiến sâu vào trong. Nhưng hiện giờ hắn không công khai tiến vào mà lén lút tiến vào. Có khí hỗn độn, cho dù là cường giả ngự pháp cảnh chân chính cũng không phát hiện được hắn. Chừng một canh giờ sau, Diệp Huyên đã tiến vào sâu trong sơn mạch vạn thú, sâu trong dãy núi mênh mông này, có một tòa thành. Vạn thú thành. Tòa thành này còn lớn hơn cả Vân Không thành nữa, thậm chí phải nói là đây chính là tòa thành lớn nhất ở Thanh Thương giới, chỉ riêng tường thành đã cao trăm trượng, một người đứng ở dưới tường thành thì nhỏ bé chẳng khác nào sâu kiến cả. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Bởi vì tòa thành này không dành cho nhân loại mà là chỗ ở dành cho yêu thú. Diệp Huyên âm thầm tiến vào trong thành, bên trong có rất ít kiến trúc, hơn nữa đều rất lớn. Bên trong tòa thành này, hắn được nhìn thấy vô số yêu thú, có một vài yêu thú đã hóa thành hình người, có một số lại vẫn duy trì hình dạng của mình. Diệp Huyên cảm thấy hơi lúng túng, tòa thành này lớn như vậy, tìm kiếm ở đây chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đá truyền âm. Diệp Huyên nghĩ tới đá truyền âm, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã phủ định suy nghĩ của mình, yêu tộc sẽ không ngu xuẩn như vậy đâu, bọn chúng nhốt Thương Việt thì chắc chắn sẽ lục soát hắn, lấy hết đồ trên người đi. Sau khi im lặng suy nghĩ một hồi, Diệp Huyên quyết định ra khỏi thành. Ngay sau đó, một thanh kiếm bổ mạnh lên trên tường vạn thú thành. Ầm. Tường vạn thú thành bị vỡ một góc, toàn bộ vạn thú thành chấn động. Có kẻ địch tấn công. Vô số yêu thú chạy về phía tường thành. Bên dưới tường thành, Diệp Huyên bình thản đứng đó, tay cầm trường kiếm chỉ xéo xuống đất, tại hạ Thương Kiếm Tông Diệp Huyên, hôm nay tới đây xin được lĩnh giáo thế hệ trẻ tuổi của vạn thú thành. Dưới sự bổ sung của huyền khí, âm thanh vang lên như sấm, một nửa vạn thú thành đều nghe thấy. Khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi của vạn thú thành. Trên tường thành, vô số yêu thú cùng nhau gầm thét, rất nhanh đã có một con yêu thú xông vọt về phía Diệp Huyên ở bên dưới. Ở bên dưới, mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, vung tay chém ra một kiếm. Ầm. Con yêu thú kia còn chưa kịp tới gần Diệp Huyên đã bị kiếm thế trên một kiếm này của Diệp Huyên đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Bên ngoài tường thành, Diệp Huyên lạnh lùng nói, quá yếu. Ai lợi hại hơn đi? Trên tường thành. Lại có một con yêu thú lao xuống, nhưng vẫn như trước, con yêu thú kia còn chưa kịp tới gần thì đã bị kiếm thế của Diệp Huyên đánh bay. Cứ như vậy, sau khi liên tục đánh bay mười mấy con yêu thú, đám yêu thú ở trên tường thành không còn xuống nữa. Trước cửa thành, mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, sao hả? Sơn mạch vạn thú không có ai à? Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, rất nhanh sau đó. Một con cuồng sư toàn thân tỏa ra ánh sáng u ám từ trong thành sông vọt ra, hình thể con cuồng sư này to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, mỗi lần nó chạy đều khiến mặt đất chấn động kịch liệt. Khi nó còn cách Diệp Huyên vài chục trượng, mặt đất xung quanh Diệp Huyên bắt đầu nứt vỡ. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, xông nhanh về phía trước, chém ra một kiếm. Ầm. Dưới ánh mắt quan sát của vô số người, con cuồng sư kia liên tục lùi lại. Tới hơn 20 trượng mới dừng được. Sau khi nó dừng lại, đầu của nó tách ra, máu tươi phun ra ngoài. Con cuồng sư này thấp nhất cũng là ngự pháp cảnh, thân thể vô cùng mạnh mẽ, đáng tiếc là kiếm của Diệp Huyên sắc bén hơn. Con cuồng sư kia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ánh mắt hung tợn vô cùng, khi nó định ra tay tiếp thì một giọng nói từ trong thành vang lên, lui ra. Giọng nói này vừa vang lên xong. Một người đàn ông râu quai nón xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ngự pháp cảnh chân chính. Người đàn ông cao lớn có râu quai nón kia nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên hả?
Diệp Huyên bình thản đáp, chính là ta. Người đàn ông râu quai nón kia lạnh lùng nói, ngươi khiêu chiến yêu tộc chúng ta. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, không thể à. Người đàn ông râu quai nón kia gật đầu, được chứ, đương nhiên là được rồi, nếu ngươi muốn khiêu chiến thì yêu tộc chúng ta sẽ chơi cùng với ngươi, để yêu tộc ta nhìn xem người khiến liên minh hộ giới phải kinh ngạc mạnh mẽ tới mức nào. Vừa dứt lời, hắn ta đã xuất hiện trên tường thành, một tàn ảnh từ bên trong thành bắn mạnh tới. Tốc độ của tàn ảnh này rất nhanh, những nơi hắn ta đi qua, không khí vỡ vụn, thậm chí ngay cả không gian cũng bị chấn động. Đó hoàn toàn là lực lượng thân thể. Diệp Huyên không hề khinh địch, hắn bước tới một bước, đâm ra một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này còn được ra chỉ kiếm ý ác niệm. Đúng lúc này, một cú đấm đánh lên mũi kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Một tiếng nổ như sấm vang lên, ngay sau đó, hai bóng người liên tục lùi về sau. Diệp Huyên lùi về sau 10 trượng, trước mặt hắn chừng 20 trượng có một người thanh niên, hình thể người thanh niên này vô cùng lực lưỡng, tràn ngập tính bùng nổ. Người thanh niên này lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngay sau đó chân phải hắn ta đạp mạnh xuống dưới đất, mặt đất dưới chân Diệp Huyên lập tức vỡ vụn, một luồng sức mạnh khổng lồ tấn công về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm kiếm cắm xuống dưới đất. Ầm. Dưới mặt đất, luồng sức mạnh kia ầm ầm vỡ nát, vô số đá vụn văng khắp nơi. Đúng lúc này, người thanh niên kia đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, hắn ta tung một cú đấm nhắm vào đầu Diệp Huyên, cú đấm này đánh ra, những nơi nó đi qua không gian bị vặn vẹo. Diệp Huyên nhíu mày lại, ngay sau đó hắn nghiêng người tránh né, thoát khỏi cú đấm này. Cùng lúc đó, hắn xoay cổ tay, thanh kiếm trong tay chém vào phần bụng người thanh niên kia. Rầm. Một kiếm này chém ra, Diệp Huyên cảm thấy mình vừa chém lên một tấm huyền thiết, toàn bộ cánh tay tê dần. Không ổn. Diệp Huyên giật mình, chân phải điểm nhẹ xuống dưới đất, thân thể lướt về phía sau, đáng tiếc là hắn vẫn hơi chậm, cú đấm của người thanh niên kia đã đánh lên ngực hắn. Bịch. Diệp Huyên cong người lại, bay ra sau chừng 10 trượng. Diệp Huyên vừa mới dừng lại thì người thanh niên kia đã nhảy lên, tung một cú đấm về phía đỉnh đầu Diệp Huyên. Không hề có võ kỹ gì cả, chỉ đơn thuần là lực lượng thân thể. Ở bên dưới, khóe miệng Diệp Huyên tạo một đường cong dữ tợn, chân phải đột nhiên đạp xuống dưới đất, thân thể biến mất. Thập trượng nhất sát. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể người thanh niên kia bay về vị trí cũ, một thanh kiếm cắm trên nắm đấm hắn ta. Người thanh niên kia vừa dừng lại thì một thanh kiếm từ trong hộp kiếm ở sau lưng Diệp Huyên đột nhiên bay ra, chém tới. Thanh kiếm như một tia chớp, không, tốc độ của kiếm này còn nhanh hơn cả tia chớp nữa, người thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một kiếm này xuyên qua vai, sức mạnh to lớn ẩn chứa trong kiếm lấn người thanh niên này liên tục lùi về sau, mãi khi lui tới liên tưởng thì hắn ta mới dừng lại được. Bài. Chương 602, yêu tộc các ngươi có dám hay không? Khi thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông râu quai nón trên tường thành lập tức trầm xuống. Dưới tường thành, tay phải Diệp Huyên ngoắc một cái, hai thanh kiếm kia bay trở về trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông râu quai nón, đổi một tên khác. Đổi một tên khác. Yên lặng trong nháy mắt, ngay sau đó, vô số yêu thú bên trên tường thành gấm rú, đám yêu thú này căm tức nhìn Diệp Huyên bên dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ. Muốn ăn thịt Diệp Huyên. Thế nhưng không có con yêu thú này lao xuống, cũng không hề vây công. Trong yêu tộc, cường giả đứng đầu, đơn đấu thì là đơn đấu. Người đàn ông râu quai nón lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, như người yêu cầu. Nói xong, hắn ta quay người nhìn vào sâu trong nội thành, ra đi. Người đàn ông râu quai nón vừa dứt lời, một bóng người ở trong thành lao vọt lên trên trời. Ngay sau đó, bóng người này bắn thẳng về phía Diệp Huyên. Tốc độ nhanh bằng với phi kiếm của Diệp Huyên. Chân phải Diệp Huyên đột nhiên đạp một cái, một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong cơ thể tỏa ra ngoài. Thế của kiếm hoàng. Luồng thế của kiếm hoàng này tràn vào trong thanh kiếm trên tay Diệp Huyên, không chỉ như vậy, thanh kiếm trong tay hắn lập tức biến thành màu đen nhánh. Kiếm ý ác niệm. Ở bên dưới,
Diệp Huyên đâm một kiếm về phía bên trên. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang vọng chân trời. Đúng lúc này, một cú đấm đánh lên mũi kiếm của Diệp Huyên. Rầm! Mặt đất dưới chân Diệp Huyên ầm ầm sụp đổ, kiếm trong tay Diệp Huyên cũng bị cong lại. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm từ sau lưng Diệp Huyên bay ra ngoài. Trên không trung, sắc mặt người thanh niên kia thay đổi, vội vàng thu nắm đấm về, hai tay hợp lại, chặn đứng thanh kiếm của Diệp Huyên. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm không hề có dấu hiệu báo trước đâm vào ngực người thanh niên đó. Không sâu, chỉ chừng nửa tấc. Thuấn không nhất kiếm. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trên tường thành, sắc mặt người đàn ông râu quai nón kia âm trầm vô cùng, không biết là đang nghĩ gì. Ở bên dưới, người thanh niên kia lùi về sau vài chục trượng, tay phải Diệp Huyên ngoắc một cái, hai thanh kiếm kia bay trở về trước mặt hắn. Người thanh niên kia nhìn Diệp Huyên, kiếm của ngươi rất nhanh. Diệp Huyên trả lời, sức mạnh của ngươi rất lớn. Sức mạnh thân thể. Sức mạnh thân thể của người đàn ông này rất lớn. Không thể không nói, không thể coi thường người trong thiên hạ được. Cho dù hiện giờ hắn đã có thực lực chém giết cường giả ngự pháp cảnh chân chính, nhưng thanh thương giới ngọa hổ tàng long, trong thế hệ trẻ tuổi cũng có rất nhiều người có thể chém giết cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Người thanh niên kia nhìn Diệp Huyên, không có nói gì nữa, hắn ta hành lễ thật sâu với người đàn ông râu quai nón ở trên tường thành, xin lỗi. Mặt người đàn ông râu quai nón không chút cảm xúc, ngươi nên xin lỗi chính bản thân mình ấy. Người thanh niên kia im lặng. Người đàn ông râu quai nón phất tay, từ hôm nay trở đi, tu luyện tăng gấp đôi. Người thanh niên kia cười khổ, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Nhưng mới đi được vài bước hắn ta đã dừng lại, nhìn về phía Diệp Huyên, ta tên là Chiêm Nguyên, tương lai ta sẽ đích thân tới Thương Kiếm Tông khiêu chiến ngươi. Nói xong, hắn ta tiến vào trong thành. Bên ngoài tường thành, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông râu quai nón, còn có ai không? Người đàn ông râu quai nón nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, rốt cục ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên bình thản nói, trước đây có một đệ tử của Thương Kiếm Tông ta tiến vào sơn mạch vạn thú, hiện giờ hắn không có tin tức gì cả, ta tin rằng yêu tộc các ngươi nhất định biết được tung tích của hắn, có đúng không? Người đàn ông râu quai nón nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nếu như ta nói không biết thì sao? Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, hắn cầm kiếm chỉ vào người đàn ông râu quai nón, nào, tiếp tục gọi thêm ra đi, đừng nói với ta là trong thế hệ trẻ tuổi yêu tộc không còn ai nữa. Người đàn ông râu quai nón nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ta thấy ngươi đang tìm đường chết đó. Diệp Huyên cười nói, liên minh hộ giới cũng không dám tự mình tới giết ta. Yêu tộc các ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Đúng vào lúc này, một giọng nói từ sâu ngay trong thành đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ từ trong không gian trên đầu Diệp Huyên đưa ra ngoài, ngay sau đó bàn tay này chụp thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhắm hai mắt lại, định gọi ra tháp giới ngục thì đúng lúc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 603, Kiếm Huyền. Một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên trông khoảng 30 tuổi, mặc áo dài nam màu xám, đeo vỏ trường kiếm bên hông. Y chắp tay trái sau lưng, tay phải để trước ngực, cầm một viên đá màu đen trong tay. Người đàn ông trung niên liếc nhìn bàn tay khổng lồ phía trên đầu, sau đó thanh kiếm bên hông y bất chợt bay ra. Xoẹt. Một tiếng xé rách vang lên, bàn tay khổng lồ phía trên đầu Diệp Huyên lập tức bị chia ra làm hai. Quá mạnh! Lòng Diệp Huyên khẽ run, ngoại trừ cô gái bí ẩn, kiếm của người này có thể được coi là mạnh nhất hắn từng thấy từ trước đến nay. Tuy đối phương chỉ xuất một kiếm, nhưng một kiếm đó mang lại cho hắn cảm giác chỉ miêu tả bằng một từ, mạnh. Vô cùng mạnh! Người đàn ông trung niên thản nhiên liếc nhìn vạn thú thành, thế hệ trẻ không đánh lại nên người già ra tay, người không cảm thấy mất mặt sao? Dứt lời, tay trái y cũng chỉ kéo nhẹ. Vù! Thanh kiếm bên hông y đột nhiên bay ra với tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã chém vào tường thành của vạn thú thành cách đó không xa. Keng!
Một kiếm rơi xuống, tường thành cao gần trăm trượng bị thanh kiếm chém hõm sâu vào, trên tường thành xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Làm càn! Một tiếng quát giận dữ chợt vang lên từ trong vạn thú thành, ngay sau đó một bóng người bay ra, tiếp đó một ông lão xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên. Người đến là một ông lão. Trên đầu ông lão có một cặp sừng dài màu đen, ông lão đang định ra tay, lúc này người đàn ông trung niên bỗng lên tiếng, về lại cho ta. Dứt lời, y nâng tay lên, rạch về phía trước một phát. Kiếm ra. Phía xa, sắc mặt ông lão thay đổi, y tung một cú đấm. Ầm. Trên không trung, không gian chấn động mãnh liệt, ngay sau đó ông lão bay ngược về lại trong vạn thú thành. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn về phía bên trong vạn thú thành, một đám rác rưởi, trẻ đã tệ, già cũng không hơn. Dứt lời, y đột nhiên chỉ về phía trước. Bùm! Phía xa, cửa thành vạn thú thành vỡ tan tành. Nhưng lúc này, vô số cao thủ từ khắp các nơi ở sơn mạch vạn thú bỗng nhiên bay lên trời, sau đó chạy về phía vạn thú thành. Tất cả đều là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Trên không trung, người đàn ông trung niên lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, yêu tộc, có ngon thì ra đây đánh một trận. Để ta! Vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ phía bắc. Ngay sau đó, một con thuồng luồng dài gần trăm trượng lóe qua bầu trời, đâm thẳng về phía người đàn ông trung niên. Lực lượng thân thể mạnh mẽ của nó khiến không gian những nơi nó đi qua trở nên vặn vẹo. Uy thế đáng sợ. Người đàn ông trung niên tiến thêm một bước, tay trái kề sát giữa lông mày, một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện trước mặt y, sau đó thanh kiếm này bay ra như một tia chớp. Trong lúc bay, thanh kiếm càng lúc càng to ra. Khi tới trước mặt con thuồng luồng, nó đã dài khoảng 100 trượng. Người đàn ông trung niên đột nhiên chỉ tay về phía trước chém. Ầm! Con thuồng luồng ở phía xa lập tức bị chiêu kiếm này chém làm hai nửa, máu từ không trung trút xuống như thác nước. Không trung chợt yên tĩnh lại. Sau một nháy mắt yên lặng, xung quanh Diệp Huyên và người đàn ông trung niên xuất hiện hơn 10 hơi thở mạnh mẽ. Thấp nhất cũng là ngự pháp cảnh chân chính. Cao thủ thế hệ trước hầu như không ai không biết hai từ này, bởi vì hai từ này đã từng vang dội khắp thanh thương giới trước đây. Kiếm huyền. Hạng nhất bảng võ của thanh thương giới năm đó, lần duy nhất huyền môn không giành được hạng nhất cũng là vì người này. Vào thời kỳ đó, ngay cả vị thiên tài tuyệt thế của huyền môn cũng bị vị kiếm huyền của Thương Kiếm Tông này đè dưới chân. Mà kiếm huyền cũng là người mà liên minh hộ giới kiêng rẻ nhất. Trên không trung, kiếm huyền lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên áo trắng, thú vương, làm vài chiêu chứ. Thú vương lắc đầu cười, ta và ngươi đánh nhau 10 ngày 10 đêm chưa chắc đã phân thắng bại, đánh cũng không có ý nghĩa. Chương 604, Đại Sư Bá. Kiếm huyền lạnh nhạt nói, vậy thì thả người đi. Thú vương mỉm cười, kiếm huyền, thành thật mà nói. Thương kiếm tông ngươi thật sự muốn liều chết một lần với liên minh hộ giới ư? Mặt kiếm huyền không chút thay đổi, là liên minh hộ giới không tha cho thương kiếm tông ta, không phải sao? Thú vương lắc đầu, ông ta chỉ vào Diệp Huyên cách đó không xa, người liên minh hộ giới thật sự kiêng rẻ là người này, thương kiếm tông ngươi giao hắn ra, chẳng phải mọi chuyện sẽ chấm dứt à? Ít nhất là tạm thời chấm dứt, không phải sao? Bên dưới Diệp Huyên ngước mặt lên nhìn Thú Vương, vị tiền bối này, ta có thể nói vài câu không? Thú Vương nhìn Diệp Huyên cười bảo, có thể, sao lại không thể? Diệp Huyên tiếp lời, nếu liên minh hộ giới vừa ý thê tử ông, để không chọc giận liên minh hộ giới, ông sẽ dâng thê tử của mình lên cho liên minh hộ giới sao? Thú Vương nheo mắt, tay phải chậm rãi siết chặt. Lúc này, Diệp Huyên lắc đầu cười, Thú Vương tiền bối. Ông có biết danh dự và khí phách là gì không? Nếu chúng ta sống mà không có danh dự và khí phách thì chẳng phải còn không bằng một con chó à? Trên không trung, kiếm huyền nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Thú vương cười khẽ, ngươi có khí phách, dám một thân một mình đến đây khiêu chiến vạn thú thành ta, nhưng ngươi có thật sự biết rõ về liên minh hộ giới không? Vào thời kỳ đỉnh cao của thương kiếm tông ngươi trước đây, cũng là lúc kiếm chủ thương giới của các ngươi còn sống. Các ngươi còn không thể tiêu diệt liên minh hộ giới, huống hồ là bây giờ.
Diệp Huyên đột nhiên nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần Diệp Huyên ta chưa chết, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ tiêu diệt tận gốc liên minh hộ giới. Đối với Diệp Huyên mà nói, hắn và liên minh hộ giới đã là kẻ thù không đội trời chung. Trước mắt không cần biết có thể tiêu diệt tận gốc liên minh hộ giới hay không, nhưng nhất định phải có khí thế. Dù sao lần này hắn khoác lác cũng không mất mát gì. Thú Vương giơ ngón tay cái lên với Diệp Huyên, người lợi hại, người rất lợi hại, vậy thì ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Nói xong, ông ta nhìn sang Kiếm Huyền, nếu ngươi đã đích thân ra mặt, ta nhất định phải nể mặt ngươi. Thả người. Sau khi Thú Vương ra lệnh, Thương Việt nhanh chóng được dẫn ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy Thương Việt, hai người Diệp Huyên và Kiếm Huyền lập tức xa sầm mặt. Bởi vì Thương Việt giờ đây đã hơi thở mỏng manh, không chỉ vậy, đan điền còn bị vỡ vụn, hai cánh tay cũng bị chặt đứt tận gốc. Thấy thế, Kiếm Huyền nhìn về phía Thú Vương cười bảo, nếu muốn Diệp Huyên bên cạnh ngươi cũng giống hắn ta thì ngươi cứ việc ra tay. Sắc mặt Kiếm Huyền u ám một cách đáng sợ, mà Thú Vương lại cười ha hả, sau đó quay lưng rời đi. Nhưng Kiếm Huyền không hề muốn đánh với ông ta, mục tiêu của y là thế hệ trẻ của yêu tộc. Lúc này Thú Vương có chút luống cuống, nhưng nghĩ tới gì đó, ông ta chợt giận dữ hét lên, giết Diệp Huyên. Ngay sau đó, hơn 10 hơi thở mạnh mẽ xung quanh xông thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc, không chạy trốn cũng không nhúc nhích. Chương 605, ta sắp chết. Diệp Huyên lẳng lặng đứng đó. Đại thần tầng 2, người có ra tay không? Không. Thật sự không sao. Thật sự. Được thôi, chúng ta tuyệt giao. Tuyệt giao thì tuyệt giao. Không mời được đại thần tầng 2, Diệp Huyên hết cách, chỉ có thể lấy tháp giới ngục ra. Khi hắn đang định khởi động tháp giới ngục, đại thần tầng 2 đột nhiên nổi giận quát, không được khởi động. Diệp Huyên tức giận hỏi, không khởi động thì chờ chết à? Cứ không cho đấy. Ta sắp chết. Chết cũng không được khởi động. Ta không quan tâm. Không được. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, một giọng nói Diệp Huyên chưa nghe bao giờ vang lên trong tháp giới ngục, ngươi để hắn khởi động đi. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Huyên lập tức sững sờ. Mẹ nó đây là ai nữa? Đây là tầng thứ mấy? Diệp Huyên không có thời gian suy nghĩ nhiều vì uy thế của các cao thủ xung quanh đã đến gần. Ngay khi hắn định khởi động tháp giới ngục, cơ thể hắn bất chợt cứng đờ, cùng lúc đó, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy âm u. Nhập vào người. Lúc này Diệp Huyên cảm thấy quyền điều khiển cơ thể không còn nằm trong tay mình nữa. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ mọi thứ, kể cả đại thần tầng 2. Giờ phút này, đại thần tầng 2 đang rất tức giận. Vô cùng tức giận. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, hắn đột nhiên duỗi tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Ầm. Cả không gian chân trời rung chuyển dữ dội, ngay sau đó hơi thở của những cao thủ yêu tộc lập tức biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn xung quanh. Nhưng vào lúc này, một nắm đấm cực lớn lướt qua chân trời, đánh thẳng về phía hắn từ phía bắc. Năm ngón tay phải của Diệp Huyên lần lượt gập vào, sau đó túm một phát từ phía xa. Bùm! Nắm đấm kia ầm ầm vỡ nát. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó một tiếng hét thê thảm như tan nát cõi lòng chợt vang lên ở phía chân trời xa xăm. Một con đại yêu chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Còn Diệp Huyên thì lập tức há miệng ăn nó. Trong cơ thể, bản thể Diệp Huyên đang nôn ọe, đại thần tầng 2, mẹ nó đừng ăn nữa. Ngươi ăn bằng bản thể của ta, mẹ kiếp, ghê tởm chết đi được, mau dừng lại. Mặc dù là đại thần tầng 2 ăn, nhưng đây là cơ thể của hắn có thể cảm nhận được rõ cảm giác này. Mẹ nó, hắn đang ăn sống. Đại thần tầng 2 không thèm để ý tới Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc một con đại yêu bậc chân cứ thế đã bị ăn sống. Giờ phút này, tất cả cao thủ yêu tộc xung quanh đều choáng váng. Diệp Huyên trở nên mạnh như thế từ khi nào? Thú Vương ở phía xa trong thành cũng nhìn thấy cảnh này, ông ta nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, sao có thể? Nhưng lúc này, từng tiếng hét thê thảm liên tục vang lên trong vạn thú thành. Nghe thế,
Sắc mặt thú vương lập tức thay đổi, ông ta gào thét kiếm huyền. Nói xong, ông ta xông thẳng vào thành. Lúc này kiếm huyền đang điên cuồng tàn sát thế hệ trẻ của yêu tộc. Không tha một ai. Ở bên khác, sau khi Diệp Huyền ăn xong một con yêu thú, hắn chưa dừng tay mà lạnh lùng nhìn xung quanh yêu thú cấp thấp. Nói xong, hắn lao thẳng qua phía bên phải. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như là tức thời dịch chuyển ra sang nghìn trượng. Khi hắn tới trước mặt một con đại yêu chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh văng. Ngay khi Diệp Huyền định tiếp tục ra tay, tháp giới ngục bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Diệp Huyền dừng lại. Sau một nháy mắt yên lặng, Diệp Huyền từ từ nhắm mắt lại, đại thần tầng 2 về tháp. Có chuyện gì thế? Diệp Huyền vội vàng hỏi. Cú chấn động của tháp giới ngục vừa rồi khiến hắn hơi hoảng sợ. Sau một lúc im lặng, đại thần tầng 2 đột nhiên giận dữ quát, cái tên ngu ngốc nhà ngươi. Diệp Huyền sầm mặt, có thể nói chuyện đàng hoàng không hả? Đại thần tầng 2 tức giận nói, phong ấn sắp được giải trừ. Diệp Huyền ngẩn ra, sau đó vội hỏi, tầng nào? Tất cả. Đợi nữ nhân kia trở lại, đại thần tầng 2 bỗng lên tiếng. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, tìm đạo tắc được không? Không được. Đại thần tầng 2 lạnh lùng nói tiếp, người khởi động tháp này nhiều lần, vốn dĩ nó bị thương nặng chưa lành, bây giờ vết thương chồng chất thêm vết thương, tầm quan trọng của đạo tắc đã trở nên cực kỳ nhỏ. Nếu trong vòng nửa năm nàng ta không trở lại, các ngươi cứ chờ chết đi. Chờ chết, chờ chết, chờ chết, chờ chết, chờ chết. Diệp Huyền do dự một lát, sau đó nói, đại thần tầng 2, chẳng phải phong ấn được giải trừ cũng có lợi cho ngươi sao? Tầng 2 im lặng. Chương 606, hôm nay ta sẽ phá hủy vạn thú thành của ngươi. Diệp Huyền đang định nói thì lúc này, đại thần tầng 2 tức giận quát, liên quan gì tới ngươi? Thật ra Diệp Huyền cũng không biết đại thần tầng 2 đang kiêng dè điều gì. Nó không kiêng dè tháp này, cũng không kiêng dè những thứ bị nhốt trong tháp, nó đang kiêng dè cô gái bí ẩn. Nó là người thức tỉnh sớm nhất, cũng là người duy nhất tiếp xúc nhiều với cô gái bí ẩn. Nó biết cô gái bí ẩn đáng sợ đến mức nào rõ hơn Diệp Huyền, cũng biết rõ địa vị của Diệp Huyền trong lòng cô gái bí ẩn. Những thứ bị nhốt trong tháp không biết nếu Diệp Huyền xảy ra chuyện, cô gái kia sẽ nổi điên. Và một khi cô gái kia nổi điên lên, đừng nói những thứ bị nhốt trong tháp, ngay cả thế giới này cũng sẽ xong đời. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô gái bí ẩn có ơn với nó, đây cũng là lý do tại sao nó ghét Diệp Huyền nhưng vẫn phải ra tay. Diệp Huyền cũng biết đại thần tầng 2 không ưa mình, thế là lập tức hỏi, đại thần tầng 2, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Ta cảm thấy chúng ta rất tốt, tại sao người lại ghét ta nhỉ? Đại thần tầng 2 lạnh lùng trả lời, người tự nghĩ đi. Diệp Huyền sầm mặt lại, tự nghĩ cái quần què. Hắn không để ý đại thần tầng 2 nữa, sau đó ngừng suy nghĩ, lúc này xung quanh còn rất nhiều đại yêu của yêu tộc đang nhìn hắn. Hiển nhiên những đại yêu đó đều không biết đại thần tầng 2 đã quay trở lại trong tháp. Trên không trung, Diệp Huyền chắp hai tay sau lưng, mặt không cảm xúc, yêu tộc có còn đại yêu nào muốn đánh một trận với bản tôn không? Những cao thủ yêu tộc xung quanh tỏ ra kiêng dè, không ai dám ra tay. Khi nãy Diệp Huyền vừa một chiêu giết chết một vị đại yêu cấp ngự pháp cảnh chân chính đấy. Đó là một chiêu giết chết, hơn nữa còn ăn sống. Giờ phút này, không ai không kiêng dè Diệp Huyền. Diệp Huyền trên không trung chợt quát, thế nào, yêu tộc không còn ai dám ra đánh với ta một trận nữa sao? Vào lúc này, gã râu quai nón trên tường thành khi nãy xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, người này cũng là một vị yêu vương của yêu tộc, thực lực cũng là ngự pháp cảnh chân chính. Gã râu quai nón nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, người không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không cảm xúc, vậy ta là ai? Gã râu quai nón nhìn Diệp Huyền hồi lâu, cuối cùng gã chậm rãi siết chặt tay phải. Thấy gã râu quai nón định ra tay, khóe miệng Diệp Huyền khẽ giật, hắn vội nói, thôi được, nếu ngươi muốn nói chuyện, bản tôn sẽ tâm sự với ngươi. Bản tôn. Nghe vậy, gã râu quai nón cau mày, ngươi quả nhiên không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có biết ta là ai không?
Gã râu quai nón liếc nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Diệp Huyên bật cười, nhưng nghĩ tới gì đó, hắn vội vàng hỏi trong lòng, đại thần tầng 2, ngươi tên là gì? Tầng 2 im lặng. Diệp Huyên lắc đầu, đang định nói dối thì tầng 2 chợt lên tiếng, chủ nhân của huyễn yêu giới, Huyễn Ly. Huyễn yêu giới. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hắn nhìn về phía gã râu quai nón cách đó không xa, bản tôn chính là chủ nhân của huyễn yêu giới. Huyễn yêu giới. Gã râu quai nón càng nhíu mày chặt hơn, chưa nghe bao giờ. Nói tới đây, mặt gã đột nhiên biến sắc, ngươi không phải người của thanh thương giới. Diệp Huyên đang định tiếp lời, nhưng lúc này, bên trong vạn thú thành ở phía xa chợt vang lên một tiếng kiếm, ngay sau đó tường thành bị một tia kiếm quang chém xuống, bắt đầu sụp đổ từng khúc. Gã râu quai nón quay phát đầu lại, gã siết chặt hai tay nhưng lại không dám ra tay. Trận chiến ở cấp độ đó không phải gã có thể tham gia. Lúc này, vô số kiếm quang hiện lên trong vạn thú thành, những nơi kiếm đi qua đều trở thành một đống đổ nát. Thấy vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, đây là muốn phá hủy thành sao? Một tiếng hét đầy giận dữ bỗng nhiên vang lên trong thành. Trong chớp mắt, một lực lượng hủy thiên diệt địa phóng thẳng lên trời, sau đó đánh thẳng về phía kiếm huyền đang đứng ở phía chân trời. Kiếm huyền đứng ở phía chân trời với vẻ mặt không chút cảm xúc, y chỉ tay trái xuống dưới. Vèo! Một tia kiếm quang chém xuống, lực lượng kia lập tức bị nát bấy. Ở thanh thương giới có một quy định bất thành văn, đó là thế hệ trước không được nhằm vào thế hệ sau. Lúc này thú vương cũng có chút hối hận vì đã nghe theo lời liên minh hộ giới làm thương Việt tàn phế. Nhưng ông ta không ngờ kiếm huyền lại xuất hiện. Nhưng hiển nhiên kiếm huyền vẫn chưa có ý định dừng lại. Y nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, khi thấy Diệp Huyên không sao, y mới quay sang nhìn thú vương. Hôm nay ta sẽ phá hủy vạn thú thành của người. Dứt lời, y vừa định ra tay thì lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt kiếm huyền không xa. Người đến chính là lục tôn chủ của liên minh hộ giới. Chương 607, không muốn về. Lục tôn chủ của liên minh hộ giới. Lục tôn chủ nhìn thoáng qua kiếm huyền, nhẹ giọng nói, kiếm huyền, không ngờ ngươi biến mất nhiều năm như vậy lại trở về vào lúc này. Sao nào, trở về để chôn cùng Thương Kiếm Tông à? Kiếm huyền nhìn thoáng qua lục tôn chủ, tiêu diệt Thương Kiếm Tông của ta. Chỉ với liên minh hộ giới của ngươi à? Lão lục, dưới chân núi của Thương Kiếm Tông ta còn đang treo một thi thể của tôn chủ tiền nhiệm của liên minh hộ giới ngươi đấy. Nhưng ngươi yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, thi thể ngươi sẽ được treo ở đó. Lục tôn chủ cũng không nổi giận, vậy ư? Vậy chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ. Xem là thi thể của ta treo dưới chân núi Thương Kiếm Tông ngươi, hay thi thể của tất cả người của Thương Kiếm Tông ngươi treo dưới chân núi liên minh hộ giới. Kiếm huyền cất kiếm đi, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, y kéo Thương Việt đã hôn mê bên dưới lên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, đi. Diệp Huyên gật đầu, như nhớ đến điều gì, hắn nhìn về phía Thú Vương ở cách đó không xa, Thú Vương, vì liên minh hộ giới. Thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc ông đã chết gần hết, ngay cả thành cũng bị phá hủy gần một nửa, ta chỉ muốn hỏi ông, ván này ông có lỗ không? Ha ha! Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm bay lên trời. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và Kiếm Huyền đã biến mất ở cuối chân trời xa xa. Trên không trung vạn thú thành, sắc mặt thú vương cực kỳ u ám, phải nói là hơi dữ tợn. Lỗ! Ván này đương nhiên là lỗ rồi. Hơn nữa còn là lỗ nặng. Nhưng lúc này, lục tôn chủ ở một bên chợt nói, Thú Vương, sau này Thương Kiếm Tông bị tiêu diệt, 1/3 tài sản của bọn họ đều sẽ là của yêu tộc ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Thú Vương thoáng dễ nhìn hơn một chút, ông ta nhìn lục tôn chủ, khi nào các người ra tay. Lục tôn chủ cười nói, sắp rồi, chuyện của Thanh Châu vừa kết thúc sẽ lập tức ra tay. Thú Vương nói với giọng điệu nặng nề, chắc chắn bao nhiêu phần thắng. Lục tôn chủ hơi nhếch môi, 7/8. Thú Vương ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, Kiếm Huyền và Diệp Huyên này đều cực kỳ không đơn giản, đặc biệt là thiếu niên Diệp Huyên, người này vô cùng thần bí. Lục tôn chủ nhẹ giọng nói, yên tâm, chỗ dựa của hắn chính là cô gái thần bí kia,
Còn cô gái thần bí kia, sau này sẽ có người đối phó với nàng ta. Thú vương gật đầu, không nói thêm gì nữa, ông ta nhìn xuống vạn thú thành, sắc mặt lại trở nên u ám một lần nữa. Lần này, yêu tộc quá lỗ vốn. Lúc còn cách Thương Kiếm Tông khoảng mấy chục dặm, Kiếm Huyền đột nhiên dừng lại, y giao Thương Việt cho Diệp Huyên, mang thằng bé về. Diệp Huyên ngạc nhiên, đại sư bá, người không về sao? Kiếm Huyền nhìn về phía Thương Kiếm Tông, lắc đầu, không muốn về. Nói xong, y nhìn Diệp Huyên, nếu không còn chuyện gì khác thì cố hết sức đừng rời khỏi tông môn. Nói xong, y xoay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên nhún vai một cái, sau đó dẫn Thương Việt trở về Thương Kiếm Tông. Trong điện Thương Kiếm, Trần Bắc Hàn nhìn Thương Việt một lúc lâu, sau đó, y nhìn về phía ông lão bên cạnh có cách chữa trị không. Ông lão đi tới trước mặt Thương Việt quan sát một lúc, gật đầu, đan điền bị vỡ, cần phục hồi bằng linh dược, phải tốn kém đấy. Trần Bắc Hàn gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi cho thằng bé. Ông lão gật đầu, đã hiểu. Nói xong, ông ta mang Thương Việt rời khỏi đại điện. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Diệp Huyên, lần này ra ngoài có cảm nghĩ gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, tình hình của Thương Kiếm Tông ta bây giờ không ổn lắm. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, cậu cần trở về Thanh Châu một chuyến. Vì sao? Diệp Huyên khó hiểu. Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói, ngăn cản liên minh hộ giới lấy được tâm bản nguyên, dù không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, nhưng rõ ràng tất cả mọi chuyện bọn họ làm ra đều là vì bản nguyên của Thanh Châu này. Mà bây giờ Thanh Châu đang vô cùng hỗn loạn, máu tươi thấm ướt đại địa, có lẽ tâm bản nguyên của Thanh Châu sẽ nhanh chóng xuất hiện, việc cậu cần làm là lấy được nó trước. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, tông chủ, ta cảm thấy các ông tự đi có lẽ sẽ chắc hơn. Trần Bắc Hàn lắc đầu, nếu chúng ta rời khỏi Thương Kiếm Tông, liên minh hộ giới sẽ biết ngay, mà khi đó, đợi chúng ta trở về e rằng Thương Kiếm Tông đã không còn tồn tại nữa rồi. Còn cậu, nếu cậu lén lút ra ngoài liên minh hộ giới hoàn toàn không thể phát hiện ra cậu, đúng không? Nói xong, y cười như không cười. Chương 608, sao ngươi có thể mặt dày thế chứ? Rõ ràng năng lực che giấu hơi thở của Diệp Huyên không thể giấu giếm được Trần Bắc Hàn. Diệp Huyên gật đầu, vậy ta sẽ đi về một chuyến. Đến Trung Thổ Thần Châu được một khoảng thời gian rồi, thật sự nên trở về xem thử. Như nhớ ra điều gì, Diệp Huyên lại nói, tông chủ, ta gặp được đại sư bá. Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói, ta biết. Diệp Huyên trần trừ một lát rồi cười hì hì nói, tông chủ, có phải có chuyện máu chó là đại sư bá từng giành vị trí tông chủ với người không? Trần Bắc Hàn nhìn Diệp Huyên. Lắc đầu, không phải như cậu nghĩ đâu, đại sư bá của cậu, những chuyện này cậu không cần bận tâm. Lúc trước, ta sợ liên minh hộ giới nhằm vào người thân của ngươi ở Thanh Châu, nên đã bảo Thương Huyền sư đệ đến Thanh Châu rồi, ở bên kia có chuyện gì thì thương lượng với đệ ấy nhiều hơn, đệ ấy không phải người thù dai. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, hắn gật đầu, hiểu rồi ạ. Nói xong, hắn hành lễ, sau đó lùi khỏi đại điện. Diệp Huyên cũng không lập tức quay lại Thanh Châu, mà đi nấu một bữa cơm. Trong điện Vân Kiếm, Diệp Huyên gặp một miếng thịt cho Việt Kỳ, cười hì hì, sư tôn, cái này ngon nè. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên, lần này ngươi có thể đi cứu Thương Việt, còn đấu tay đôi với yêu tộc trẻ tuổi ở Vạn Thú Thành, mấy vị sư huynh bên trên rất hài lòng với ngươi. Đợi ngươi trở về chắc chắn sẽ có thưởng. Thưởng à? Diệp Huyên vội hỏi, thưởng gì thế ạ? Việt Kỳ lắc đầu, không biết, nhưng có lẽ sẽ không tệ đâu. Nói đến đây, nàng ấy im lặng một lát rồi tiếp, gặp đại sư bá của ngươi rồi à? Chuyên trang đọc truyện tương đương trùng truyện, OG tương đương. Diệp Huyên gật đầu, gặp rồi. Sư phụ, đại sư bá này có phải có khúc mắc gì với tông chủ không? Việt Kỳ lắc đầu, chuyện này khá phức tạp, vốn dĩ năm đó vị trí tông chủ nên là của huynh ấy, tiếc là, được rồi. Nói với người mấy chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Diệp Huyên. Một lát sau, Việt Kỳ ăn cơm xong, nàng ấy búng tay một cái, một tia kiếm quang chui vào giữa lông mày Diệp Huyên, tia kiếm khí này là trước đây sư phụ để lại cho ta,
nhưng nó cũng không có tác dụng gì với ta, ngươi giữ lại chắc hẳn sẽ có tác dụng lớn. Sau khi trở về nhớ phải cẩn thận. Nói xong, nàng ấy xoay người rời khỏi nội điện. Diệp Huyên ở trong điện thu xếp một phen, sau đó rời khỏi điện Vân Kiếm, hắn còn nấu một bàn đồ ăn đưa đến trận đạo phong. Nhìn thấy Diệp Huyên đến, cô gái trong điện liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, tiếp tục thêu đồ của mình. Diệp Huyên cười hì hì, cố sư thúc, lát nữa con sẽ phải trở lại Thanh Châu. Cô gái gật nhẹ đầu, không nói gì. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nhếch miệng cười, chuyến đi này của con có hơi nguy hiểm đó. Cô gái nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì. Diệp Huyên hơi bất đắc dĩ, hắn hành lễ một cái, cố sư thúc chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói xong, hắn xoay người muốn rời đi. Mà lúc này, một cái hộp màu đen đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyên thầm thấy vui vẻ, vội nhận lấy hộp, hắn xoay người nhìn về phía cô gái, cố sư thúc, đây là... Cô gái nhẹ giọng đáp, một bộ kiếm trận tạm thời, giữ phòng thân đi. Diệp Huyên vội nói, cảm ơn cố sư thúc. Nói xong, hắn xoay người biến mất không còn tăm hơi, tựa như một làn khói. Cô gái trong điện hơi lắc đầu, cười khẽ. Sau khi rời khỏi trận đạo phong, Diệp Huyên lại đi đến chú khí phong, rõ ràng là người của chú khí phong đều biết hắn, dọc trên đường đi. Đệ tử của chú khí phong nhìn thấy hắn đều đồng loạt hành lễ gọi sư huynh. Diệp Huyên cũng đáp lễ. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới trong lòng núi của chú khí phong, gặp được Chiến Thiết. Diệp Huyên khẽ thở dài, hầy, thôi vậy, sống chết có số, giàu có do trời. Chiến sư thúc, tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Mà Chiến Thiết cũng không hề định gọi hắn lại. Diệp Huyên đi rất chậm. Cực kỳ chậm, mất một lúc lâu vẫn chưa rời khỏi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Chiến Thiết, Chiến sư thúc, lần này con đi nguy hiểm lắm. Người thật sự không lo lắng nào sao? Chiến Thiết lắc đầu thở dài, sao người có thể mặt dày thế chứ? Chương 609, Tiểu Hữu đã lâu không gặp. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi chú khí phong. Mà trong tháp giới ngục của hắn đã có thêm một thanh phi kiếm, cộng thêm thanh kinh hồng Chiến Thiết làm cho hắn trước đó, bây giờ hắn có tổng cộng hai thanh phi kiếm. Hơn nữa còn đều là bậc thiên. Hắn bây giờ hoàn toàn không phải sợ cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Thầm thấy đắc ý. Cứ thế, Diệp Huyên hài lòng rời khỏi Thương Kiếm Tông, hắn cũng không đi tìm mấy người Lục Bán Trang và Lăng Hàn, bây giờ hắn đi tìm ai chính là đem lại phiền phức cho người đó. Nhưng hắn cũng không lập tức trở về Thanh Châu, mà đi đến một tòa thành cổ tên là Túy Tiên Thành. Tổng bộ của Túy Tiên Lâu chính là ở đây. Túy Tiên Lâu cũng không phải thế lực hàng đầu ở Trung Thổ Thần Châu, nhưng cũng không ai dám khinh thường bọn họ. Vì bọn họ có tiền. Có rất nhiều tiền. Một khi có nhiều tiền sẽ đem lại tác dụng rất lớn. Ví dụ như có thể mời cao thủ từ ngoại vực. Trước đây học viện Thương Mộc cũng từng làm như thế. Nhưng giá khá cao, thế lực bình thường hoàn toàn không mời nổi. Sau khi đến Túy Tiên Lâu, Diệp Huyên trực tiếp lấy thẻ đen của mình ra, một ông lão nhanh chóng đi đến trước mặt hắn. Diệp Huyên từng gặp người này, chính là Tam Lâu chủ trước kia. Nhìn thấy Diệp Huyên, Tam Lâu chủ cười khẽ tiểu hữu, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã là kiếm hoàng rồi. Nói xong, ông ta im lặng một lát rồi tiếp tục, sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Huyên cười đáp, vẫn khỏe, vẫn khỏe. Cô gái bí ẩn đương nhiên vẫn khỏe, ai dám đi chọc giận nàng ấy chứ? Tam Lâu chủ ra hiệu mời, mời tiểu hữu ngồi. Diệp Huyên cũng không khách sáo, sau khi ngồi xuống, hắn uống một ngụm trà rồi nói, Tam Lâu chủ, thật không dám giấu giếm, lần này ta đến đây là muốn giao bán ít thứ. Tam Lâu chủ cười khẽ, đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Huyên gật đầu, sau đó lấy đồ ra một mạch. Một đống đồ, những thứ này đều là chiến lợi phẩm của hắn trong khoảng thời gian này, ngoài mấy món báu vật bậc thiên, những thứ khác đều vô dụng với hắn, để cũng chiếm chỗ, cho nên hắn quyết định bán đi hết. Tam Lâu chủ nhìn những thứ trước mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt khá kỳ lạ. Rất rõ ràng.
những thứ này đều do kẻ trước mặt cướp được. Nhiều thật đấy. Diệp Huyên cười nói, Tam Lâu chủ, những thứ này có thể bán được bao nhiêu? Tam Lâu chủ quan sát những thứ này cũng không quý giá gì, được khoảng chừng mấy tỷ linh thạch cực phẩm. Tiểu Hữu còn thứ gì tốt không? Diệp Huyên nhếch miệng cười, không có, không có, ta nghèo lắm. Tam Lâu chủ lắc đầu nở nụ cười, như vậy đi, ta đưa Tiểu Hữu tròn 2 tỷ, những thứ này đều đóng gói hết cho ta. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi hỏi, vậy không phải tiền bối sẽ lỗ vốn sao? Tam Lâu chủ cười nói những lời đó làm gì? Diệp Huyên cười nói, 1,5 tỷ đi, quyết định như vậy nhé. Tốt nhất không nên chiếm lợi ích kiểu này, nhận nhiều rồi, sau này sẽ không còn ai muốn qua lại với mình nữa. Tam Lâu chủ cũng không nói thêm gì, lập tức búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không thèm xem, cất nhẫn chứa đổ đi, sau đó đứng dậy chắp tay, Tam Lâu chủ, tạm biệt. Tam Lâu chủ cười nói, bảo trọng. Diệp Huyên xoay người rời đi. Diệp Huyên đi rồi. Tam Lâu chủ im lặng rất lâu, sau đó xoay người đi vào trong điện, trong nội điện, có một tấm gương màu đen. Tam Lâu chủ đi đến trước gương, hành lễ, không biết lâu chủ đã có quyết định chưa, một lát sau, một giọng nói vang lên từ trong gương, ông đồng lòng với điều kiện liên minh hộ giới đưa ra rồi. Tam Lâu chủ cười khổ, đúng thật là động lòng, điều kiện bọn họ đưa ra quá hấp dẫn, nhưng vẫn còn hơi do dự. Dù sao thì hắn đã có đủ nhiều linh thạch cực phẩm rồi. Bây giờ, trong tháp giới ngục của hắn có khoảng 10 tỷ linh thạch cực phẩm. 10 tỷ. Khái niệm này nghĩa là gì? Ngoài ra còn có rất nhiều báu vật bậc thiên. Lần này trở về Thanh Châu thật sự là áo gấm về làng rồi. Thanh Châu. Thanh Châu bây giờ thật sự rất tang hoang, đặc biệt là sau khi linh khí nhiều nơi bị khô cạn, càng trở nên hoang vu hơn. Chương 610, đại ca, ta sai rồi. Thanh Châu loạn lạc thật ra không chỉ vì linh khí khô cạn và kẻ thù xâm lấn, còn có nội loạn nữa. Sau khi tai nạn đổ xuống, suy nghĩ đầu tiên của rất nhiều người là khư khư giữ mình, chỉ cần mình không sao, cần gì quan tâm đến sống chết của người khác. Mà Học viện Thương Lan từng xuất chiến vì Thanh Châu trước đây cũng đã mai danh ẩn tích, bây giờ, rất nhiều người bắt đầu trò nhớ về Học viện Thương Lan. Vì lúc còn Học viện Thương Lan và Diệp Huyên, Thanh Châu vẫn còn chút trật tự, còn bây giờ, toàn bộ Thanh Châu chỉ cần ngươi có thực lực, muốn làm càn thế nào cũng được. Linh khí của Thanh Châu càng ngày càng ít, người có thực lực và năng lực đều đã bắt đầu chạy khỏi đây, đi đến Trung Thổ Thần Châu. Nhưng học viên của Học viện Thương Lan không một ai rời khỏi cả. Bọn họ đều đang đợi. Đợi đến lúc Diệp Huyên xuất hiện. Ninh Quốc. Vì Diệp Huyên nên cũng không có tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu xâm lấn Ninh Quốc, chủ yếu là vì không dám, nhưng vẫn có kẻ ngoại lệ. Hôm nay, một đám tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu đến ngoại thành đế đô Ninh Quốc. Dẫn đầu là một người đàn ông mặt sẹo, bên trái mặt ông ta có một vết sẹo rất dài, tựa như một con rết, rất là dữ tợn. Sau lưng ông ta còn có 20 mấy người. Đa phần trong đó đều là thần hợp cảnh. Lúc này, một ông già bên cạnh người đàn ông mặt sẹo nói với giọng điệu nặng nề, Ninh Quốc này là địa bàn của Diệp Huyên kia đấy. Người đàn ông mặt sẹo cười dữ tợn, Diệp Huyên, ta nhận được tin Diệp Huyên này đã chạy trốn đến Trung Thổ Thần Châu rồi, chẳng những thế, liên minh hộ giới còn đang săn lùng hắn, bây giờ hắn hoàn toàn không dám ra mặt đâu. Ông già cau chặt mày, Lê Huynh, ta cảm thấy chúng ta không nên trêu vào Diệp Huyên thì tốt hơn. Đặc biệt là khi hắn vẫn còn sống. Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng nói, địa giới Thanh Châu bây giờ gần như đã bị Ma Tông và Huyết Tông chiếm lĩnh, những nơi còn lại chúng ta cũng đã cướp gần hết, chỉ còn lại Ninh Quốc và Đế Quốc Đại Vân vẫn xem như giàu có thôi, liên vạn lý kia của Đế Quốc Đại Vân thực lực mạnh mẽ, đi cướp quá nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn lại Ninh Quốc này thôi. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua mọi người phía sau, làm xong vụ này. Mọi người sẽ trở về Trung Thổ Thần Châu, các ngươi thấy thế nào? Mấy người ở phía sau người đàn ông mặt sẹo hơi chần chừ. Rõ ràng bọn họ vẫn còn hơi kiêng dè Diệp Huyên, vì Diệp Huyên từng tiêu diệt vô số tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu ở bên ngoài thành đế đô Khương Quốc.
Thấy mọi người hơi do dự, người đàn ông mặt sẹo lập tức xa sầm mặt, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Ninh quốc này giàu có như vậy, chỉ cần làm xong vụ này, mấy chục năm sau chúng ta vẫn không cần lo ăn mặc. Ông già bên cạnh người đàn ông mặt sẹo lắc đầu, Lê Huynh, Ma Tông và Huyết Tông này đều không ra tay với Ninh quốc, có lẽ bọn họ cũng kiêng dè Diệp Huyên kia, chúng ta thật sự không cần mạo hiểm như thế. Mấy người phía sau người đàn ông mặt sẹo cũng đều gật đầu, dù mọi người đều muốn phát tài, nhưng cái mạng mới là quan trọng nhất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông càng khó coi hơn. Ông ta lạnh lùng nhìn mọi người, được rồi, không cần nhiều lời nữa. Ai chịu ở lại thì đứng sau lưng ta, ai không muốn thì lập tức rời đi. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở các người, Ninh quốc này rất giàu có, Thác Bạt quốc chủ còn chỉ là một vạn pháp cảnh, trong thành ngay cả một ngự pháp cảnh cũng không có. Con vịt đã đến miệng, nếu các người để chạy mất thì sau này đừng hối hận. Nghe thấy lời của người đàn ông mặt sẹo, mấy người phía sau ông ta hơi dao động. Còn ông già thì khẽ thở dài, lời nên nói đều đã nói, Lê Huynh, nếu ngươi đã khư khư cố chấp thì lão phu cũng không muốn nói thêm gì nữa, dù sao thì ta cũng không muốn mạo hiểm như thế, tạm biệt. Nói xong, lão xoay người rời đi. Năm sáu người trong 20 mấy người kia cũng rời đi theo lão. Mười mấy người còn lại chần chừ một lát, cuối cùng vẫn chọn ở lại. Rõ ràng bọn họ vẫn động lòng với tài nguyên của Ninh quốc này. Nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, là ngươi, không phải ngươi ở Trung Thổ Thần Châu sao? Nói xong, ông ta xoay người bỏ chạy. Người trước mặt này, chính là Diệp Huyên. Người đàn ông mặt sẹo còn chưa chạy được mấy bước, Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt ông ta. Sắc mặt người đàn ông mặt sẹo lập tức tái đi, một giây sau, ông ta quỳ phịch xuống trước mặt Diệp Huyên, đại ca, ta sai rồi. Diệp Huyên, chương 611, vừa mới về, người có tức không? Diệp Huyên ngây người. Đây là sợ rồi à? Lúc này, người đàn ông mặt sẹo đang quỳ trước mặt hắn đột nhiên đứng dậy, ông ta xông lên phía trước, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, sau đó cầm một con dao găm chém thẳng về phía cổ họng của hắn. Tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy ông ta đột nhiên ra tay, Diệp Huyên lắc đầu cười. Hóa ra là chơi chiêu này. Đáng tiếc đối phương đã đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Người đàn ông mặt sẹo bỗng khựng lại, một thanh kiếm chĩa vào giữa lông mày ông ta. Nhìn thấy cảnh này, mười mấy người khác xoay người bỏ chạy, lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, thanh phi kiếm này xuyên qua mười mấy người tựa bướm xuyên hoa, chỉ trong một giây, mười mấy cái đầu đã lần lượt bay ra ngoài. Tình cảnh cực kỳ máu me. Người đàn ông mặt sẹo trước mặt Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào hắn, không phải ngươi đang ở Trung Thổ Thần Châu sao? Diệp Huyên nhếch miệng cười, vừa mới về, ngươi có thấy tức không? Nghe thấy lời của Diệp Huyên sắc mặt người đàn ông mặt sẹo lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vừa mới về. Có nghĩa là ông ta vừa khéo chạy đến. Xui xẻo tám đời mà. Người đàn ông mặt sẹo ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, các hạ. Lần này đao ba ta nhận thua, chỉ cần các hạ chịu cho ta một con đường sống, ta. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đâm kiếm về phía trước. Phập. Thanh kiếm lập tức xuyên qua giữa lông mày người đàn ông mặt sẹo. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, người nghĩ nhiều quá rồi. Nói xong, hắn rút thanh kiếm ra, xoay người rời đi. Ở chỗ khi nãy, hai mắt người đàn ông mặt sẹo trợn tròn, chết không nhắm mắt. Sau khi tiến vào thành, Diệp Huyên còn chưa đi được mấy bước đã dừng lại, hai cô gái đứng ở chỗ cách đó không xa trước mặt hắn. Chính là Thác Bạt Ngạn và Kỳ An Chi. Nhìn thấy hai cô gái, Diệp Huyên lập tức chạy đến ôm lấy bọn họ, nhớ hai cô chết đi được. Người hai cô gái cứng đờ, rõ ràng không ngờ Diệp Huyên sẽ làm vậy. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên đẩy Diệp Huyên ra, nàng ta hung dữ chừng Diệp Huyên. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đây chỉ là một cái ôm trong sáng, không có suy nghĩ gì khác cả. Kỳ An Chi ở bên cạnh đột nhiên hỏi, còn có không trong sáng à? Diệp Huyên, một lát sau, Diệp Huyên đi theo hai cô gái trở về Hoàng cung Ninh quốc. Trong tẩm cung của Thác Bạt Ngạn,
nàng ta nhìn Diệp Huyên, Thanh Châu này càng ngày càng loạn rồi. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, liên minh hộ giới muốn lấy tâm bản nguyên của Thanh Châu này, một khi để bọn họ lấy được nó, linh khí của Thanh Châu sẽ hoàn toàn biến mất trong vòng một năm. Khi đó, chuyện sẽ còn tệ hại hơn bây giờ nhiều. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn nhíu chặt mày, liên minh hộ giới thật sự muốn phá hủy Thanh Châu này ư? Diệp Huyên gật đầu, ở trong mắt bọn họ, Thanh Châu chẳng đáng một xu. Nói xong, hắn im lặng một lát rồi tiếp tục, trước đây có một vị tiền bối từng nói với ta, có một vài người, càng cường đại càng không có nhân tính, vì với bọn họ, ngoài trường sinh đại đạo, những thứ khác đều là mây bay. Người như thế đã không còn nhân tính nữa, chỉ có thần tính thôi. Câu nói này, là cô gái bí ẩn nói với hắn. Thật ra hắn có thể cảm nhận được cô gái bí ẩn không để tâm rất nhiều chuyện, cao thủ đến cấp bậc như nàng ấy, có lẽ thứ có thể khiến nàng ấy quan tâm thật sự rất ít. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nhẹ giọng hỏi, sau này có phải ngươi cũng sẽ trở thành người như thế không? Kỳ An Chi nhìn về phía Diệp Huyên. Mình ư? Diệp Huyên ngây người. Nếu mình có thực lực như cô gái bí ẩn, cũng sẽ trở nên lạnh lùng với mọi thứ sao? Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu cười, ta không biết, nhưng ta sẽ cố gắng không trở thành người như thế. Đại đạo, trường sinh, những điều này hắn thật sự chưa từng nghĩ tới. Trước khi chưa ra khỏi Thanh Thành, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là chữa khỏi chứng thương hàn của muội muội, sau đó cho muội muội một cuộc sống hạnh phúc. Đương nhiên sau khi ra ngoài, trải qua rất nhiều chuyện, quen biết được nhiều người, lại có thêm rất nhiều suy nghĩ. Vẫn là câu nói đó, nếu có một ngày đạt đến đỉnh cao nhưng người bên cạnh đều không còn, thì đó cũng là đỉnh cao cô độc. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên cười nói với hai cô gái, ta cảm thấy người sống quá lâu sẽ xảy ra vấn đề, tại sao, là vì rảnh rỗi. Cho nên đừng quan tâm đến trường sinh đại đạo gì đó, sống tốt hiện tại mới là việc đúng đắn. Thác Bạt Ngạn cười lắc đầu, nhưng chúng ta sắp sống không tốt rồi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi tới ngoài cửa điện, hắn cứ đứng như thế, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta phải đi rồi. Đối thủ của hắn bây giờ không phải cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cũng là cao thủ trên ngự pháp cảnh chân chính, giáp này không có tác dụng quá lớn với hắn. Nhìn áo giáp Diệp Huyên đưa tới, Thác Bạt Ngạn ngây người, sau đó lắc đầu, ngươi tự giữ lấy đi. Diệp Huyên đưa giáp vào tay Thác Bạt Ngạn, thứ này không có tác dụng quá lớn với ta. Nói xong, hắn vung tay lên, trong điện đột nhiên xuất hiện hai mươi mấy hủ thi, đều là vạn pháp cảnh. Diệp Huyên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Thác Bạt Ngạn, trong nhẫn chứa đồ có một quyển hủ thi kinh, cô nghiên cứu đi, những hủ thi này cộng thêm 12 kim nhân của ta, chỉ cần cao thủ ngự pháp cảnh chân chính không đến, có lẽ Ninh quốc này sẽ không có gì nguy hiểm. Chương 612, ngủ ở đâu? Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không ở lại đây à? Diệp Huyên cười hì hì, ở lại đây, vậy ta ngủ ở đâu? Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn khiêu khích nhìn Diệp Huyên, người nghĩ xem ngủ ở đâu? Diệp Huyên nghiêm túc nói, đương nhiên là ở trên giường rồi. Thác Bạt Ngạn nhẹ giọng bảo, thế thì ngủ trên giường. Diệp Huyên cười ha ha, vì thế hắn ở lại. Đến đêm, Diệp Huyên đi tới tẩm cung của Thác Bạt Ngạn một lần nữa. Nếu Thác Bạt Ngạn đã bảo hắn ngủ trên giường thì đương nhiên hắn sẽ không khách sáo, hắn leo thẳng lên giường, nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã ngây người. Vì trên giường có hai người. Ngoài Thác Bạt Ngạn, còn có Kỳ An Chi. Hai người. Thác Bạt Ngạn ngồi dậy, nàng ta cười như không cười nhìn Diệp Huyên, không phải muốn ngủ à? Lên đi. Ý định khiêu khích vô cùng rõ ràng. Sao có thể sợ được? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, nếu cô đã yêu cầu mãnh liệt như vậy thì ta đến đây. Nói xong, hắn lập tức nhảy lên giường, sau đó nằm ở giữa hai cô gái. Hai cô gái đều ngẩn người. Lên thật à? Diệp Huyên mỗi tay ôm một cô, nghiêm mặt nói, ngủ. Thác Bạt Ngạn ở bên trái Diệp Huyên đen mặt lại, rõ ràng là nàng ta đánh giá thấp da mặt của Diệp Huyên rồi. Không ngờ cái tên này lại mặt dày đến mức đó.
Còn Kỳ An Chi ở bên còn lại thì còn đang ăn, không có thái độ gì. Cứ thế, Diệp Huyên trái ôm phải ấp. Lúc đầu vẫn thấy rất thoải mái, nhưng sau đó lại hơi đau khổ. Trong ngực ôm hai cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng không thể làm gì, khó chịu lắm đấy. Đến đêm khuya, Kỳ An Chi đã ngủ say, nhưng Thác Bạt Ngạn vẫn chưa ngủ, vì Diệp Huyên đang thò tay về phía này. Thác Bạt Ngạn giữ lấy tay hắn, cảnh cáo, đừng có lộn xộn. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta không có lộn xộn, ta đang nghiêm túc mà. Thác Bạt Ngạn liếc Diệp Huyên, An Chi vẫn còn ở đây đấy. Diệp Huyên nói, ta không sợ. Thác Bạt Ngạn. Lại nửa canh giờ trôi qua, lúc này, hô hấp của Thác Bạt Ngạn đã vô cùng dồn dập. Vì thể chất của nàng ta vốn dĩ đã đặc biệt, bây giờ tay của Diệp Huyên lại không chịu yên, cơ thể của nàng ta lại bắt đầu hơi. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đột nhiên ôm lấy Diệp Huyên giật mình, vì hắn phát hiện người Thác Bạt Ngạn nóng như lửa vậy. Diệp Huyên vội nghiêng người hỏi khẽ, sao thế? Thác Bạt Ngạn ôm chặt lấy Diệp Huyên, vùi đầu trước ngực hắn, người hơi run rẩy. Diệp Huyên đang muốn nói gì đó, đúng lúc này, áo ngủ của Thác Bạt Ngạn đột nhiên trượt xuống, cùng lúc đó, tay của nàng ta đã sợ đến chỗ cấm của đàn ông. Không thể nhìn được nữa. Vì thế, Diệp Huyên che đi tháp giới ngục, sau đó đáp trả. Chính là, nửa đêm canh ba quyến luyến không dứt, hai thân thể hợp nhất cùng phong lưu, kim thương ác chiến, vô cùng hăng hái. Một đêm này mãi không yên, mỗi một cử động, mỗi một cái run rẩy đều như nằm trên thuyền tiên. Một đêm không ngủ, gió xuân không thôi. Hừng Đông, tìm chuyện hay tại gạch dưới tiuyenfull.com, org gạch dưới. Người ở trên giường còn chưa dậy, mãi đến giữa trưa lúc mặt trời mọc, Diệp Huyên mới ngồi dậy, lúc này, trên giường chỉ còn một mình hắn. Diệp Huyên đi tới trước mặt nàng ta, cười nói ta phải đi rồi. Còn Ninh Quốc này, nàng không cần phải lo, đã có cao thủ âm thầm bảo vệ. Nhưng lúc cần thiết, ta mong nàng có thể trốn đi, đương nhiên ta muốn nói là lúc không còn sự lựa chọn nào khác ấy. Thác Bạt Ngạn trầm giọng hỏi, liên minh hộ giới. Diệp Huyên gật đầu, chẳng mấy chốc liên minh hộ giới sẽ hành động, trước đó, ta phải đi phá đám một chút. Thác Bạt Ngạn im lặng một lát rồi nói, cẩn thận. Diệp Huyên cười, sau đó cúi người nói bên tai Thác Bạt Ngạn, loại thuốc kia còn không? Cho ta một chút phòng thân đi. Thác Bạt Ngạn. Chương 613, vì ngươi xong tu sao? Thác Bạt Ngạn nổi giận đá Diệp Huyên một cước, Diệp Huyên cười ha ha, sau khi quấy rầy một hồi, cuối cùng hắn vẫn lấy được mấy bình bạch ngọc. Sau khi lấy được thứ mình muốn, Diệp Huyên cũng không ở lại thêm, rời khỏi Ninh Quốc. Có lẽ liên minh hộ giới đã biết chuyện hắn trở lại Thanh Châu rồi. Bây giờ nếu ở lại Ninh Quốc sẽ gây ra bất lợi với Ninh Quốc. Diệp Huyên đi rồi, Kỳ An Chi xuất hiện ở trong điện. Nhìn thấy Kỳ An Chi, Thác Bạt Ngạn như nhớ đến cái gì, sắc mặt lập tức đỏ lên. Kỳ An Chi quan sát Thác Bạt Ngạn, hơi ngạc nhiên, ngự pháp cảnh. Thác Bạt Ngạn gật đầu. Kỳ An Chi hơi khó tin, hôm qua vẫn là vạn pháp cảnh, sao hôm nay lại là ngự pháp cảnh rồi? Thác Bạt Ngạn đang muốn nói chuyện, Kỳ An Chi đột nhiên nói, là vì tối qua các ngươi xong tu à? Nghe vậy, mặt Thác Bạt Ngạn lập tức đỏ như lửa, nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận liếc Kỳ An Chi. Kỳ An Chi nhẹ giọng nói, ầm ĩ quá, đánh thức ta. Thác Bạt Ngạn. Kỳ An Chi lại hỏi, thật sự là vì xong tu à? Thác Bạt Ngạn chần chừ một lát, sau đó gật đầu. Đúng là vì xong tu. Tối qua, sau khi xong tu, nàng ta đã phát hiện mình mạnh lên một cách kỳ lạ, khiến nàng ta rất bất ngờ. Thấy Thác Bạt Ngạn khẳng định, Kỳ An Chi khẽ gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ, không biết đang có tính toán gì. Sau khi rời khỏi Ninh Quốc, Diệp Huyên ngự kiếm đi tới Đế Quốc Đại Vân. Trong hoàng cung của Đế Quốc Đại Vân, Diệp Huyên gặp được Liên Vạn Lý, lúc này, tay của Liên Vạn Lý đã khỏi. Nhìn thấy Diệp Huyên, Liên Vạn Lý cười khẽ, đã lâu không gặp. Diệp Huyên cười nói, cũng đâu có bao lâu. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên, đi với ta một lát.
Trên con đường nhỏ dải đá vụn trong ngự hoa viên, hai người sóng vai cất bước. Rất yên tĩnh. Cao thủ của đế quốc Đại Vân ở xung quanh cũng đã lặng lẽ lui xuống. Một lát sau, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, Thanh Châu này, có lẽ không bảo vệ được nữa, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, liên minh hộ giới sắp cướp đi tâm bản nguyên của Thanh Châu rồi, một khi bản nguyên bị bọn họ lấy đi, linh khí của cả Thanh Châu sẽ nhanh chóng khô cạn, khi đó, vùng đất này đã không thích hợp để võ giả sinh sống nữa rồi. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, có thể ngăn cản không? Diệp Huyên cười khổ, chuyện này khó nói lắm, nhưng cho dù thế nào, ta sẽ cố hết sức không để bản nguyên chi tâm của Thanh Châu rơi vào tay liên minh hộ giới. Hắn không biết liên minh hộ giới cần bản nguyên chi tâm làm gì, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, những cao thủ này quá xem nhẹ người khác. Diệp Huyên đang muốn nói gì thì chợt ngạc nhiên nói, ngự pháp cảnh. Liên Vạn Lý cười khẽ, vừa đột phá không lâu, bây giờ dù gặp phải ngự pháp cảnh chân chính, ta cũng có thể xử lý. Diệp Huyên khẽ thở dài, người khác đều nói rằng Diệp Huyên hắn yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt thật sự của Thanh Châu này là Tiểu An và Liên Vạn Lý. Đặc biệt là Liên Vạn Lý, nàng ta đã bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Một lát sau, Liên Vạn Lý đột nhiên dừng lại, nàng ta ngồi xổm xuống, dưới đất, có một đàn kiến đang chậm chậm bò qua. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, trong mắt những tu sĩ cao quý của Liên minh hộ giới, chúng ta cũng giống như những con kiến này vậy. Nói xong. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, xong chuyện ở đây, ta định chuyên tu võ đạo, mục tiêu tạm thời là cảnh giới cao nhất. Diệp Huyên cười nói, cùng nhau cố gắng. Liên Vạn Lý cười khẽ cố lên. Một canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi đế quốc Đại Vân, đến một tòa thành nhỏ. Hắn đi đến trước một quán rượu trong thành, một ông lão lưng đeo trường kiếm ngồi trong quán rượu. Lúc này, Thương Huyền lại nói, yên tâm. Tông chủ sẽ đích thân ngăn cản lục tôn chủ này, chuyện còn lại thì phải giao cho chúng ta rồi. Diệp Huyên chần chừ một lát, sau đó hỏi, phải quyết chiến ạ? Thương Huyền cười nói, đại khái là thế. Nói chung là bản nguyên này nhất định không thể rơi vào tay liên minh hộ giới. Mà lần này tông chủ muốn ngươi đến cũng không phải cần ngươi đi ngăn cản liên minh hộ giới, mà là muốn rèn luyện ngươi. Đương nhiên với thực lực của ngươi bây giờ đã có thể giúp đỡ rất nhiều rồi. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi ạ. Chỉ cần đem lại phiền phức cho liên minh hộ giới, Diệp Huyên hắn đều sẽ làm. Thương Huyền gật đầu, người đến dãy núi Hoàng U trước đi, đừng đi lộ liễu, âm thầm một chút, chờ đợi thời cơ hành động. Còn về người thân của ngươi ở Thanh Châu, ngươi yên tâm, tông môn đã phái người âm thầm bảo vệ rồi. Diệp Huyên đứng dậy hành lễ, sư thúc sư điệt xin lui trước. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi quán rượu. Sau khi ra khỏi thành nhỏ, Diệp Huyên đi thẳng đến dãy núi Hoàng U. Chương 614, chắc ngươi là một thằng ngu. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới dãy núi Hoàng U, sau khi đến nơi này, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Cây cối trong cả dãy núi đều đã khô héo, chẳng những thế mà mặt đất còn nứt ra, trong khe hở nứt ra còn có sức nóng bốc lên. Hắn không ngờ rất nhiều nơi ở Thanh Châu đã đến mức độ thế này. Nếu bản nguyên chi tâm bị liên minh hộ giới lấy, chắc chắn cả Thanh Châu đều sẽ biến thành thế này. Khi đó Thanh Châu sẽ không còn sinh ra võ giả mới nữa, vì không có linh khí. Một lát sau, Diệp Huyên đi vào trong dãy núi, lúc này, hắn đã hoàn toàn che giấu bản thân, vì vậy, không ai có thể phát hiện ra hắn cả. Diệp Huyên đi được không bao lâu thì dừng lại, sau đó nói, đại thần tầng 2, người có cảm nhận được tâm bản nguyên kia không? Sau một hồi yên tĩnh, đại thần tầng 2 cất lời, không có hứng thú. Không có hứng thú. Mặt Diệp Huyên đen lại, sao có thể không có hứng thú được chứ? Hắn vội nói, tâm bản nguyên này tuyệt đối không thể rơi vào tay liên minh hộ giới được. Đại thần tầng 2, nếu người có thể cảm nhận được thì chúng ta có thể lấy được nó trước rồi. Không có hứng thú, đây là câu trả lời của đại thần tầng 2. Có lợi ích, Diệp Huyên nói. Lợi ích gì, đại thần tầng 2 hỏi. Diệp Huyên nở nụ cười thâm thúy, người muốn lợi ích gì? Oanh! Lúc này,
tầng 2 tháp giới ngục đột nhiên rung lên dữ dội, sau đó, tầng 2 vang lên một tiếng giống giận dữ, thả ta ra ngoài. Diệp Huyên. Nói thật lòng, hắn thật sự muốn thả đại thần tầng 2 ra, vì dù tính tình nàng ta hơi nóng nảy nhưng cũng tạm được, không phải rất xấu xa. Vấn đề là không có đạo tắc tầng thứ 2, hắn hoàn toàn bất lực. Một lát sau, Diệp Huyên cười khổ, đại thần tầng 2, người cũng biết đấy, bây giờ ta hoàn toàn không có cách mở ra phong ấn của tầng thứ 2, thế này nhẹ, đợi đến khi kết thúc chuyện này, ta sẽ đi tìm đạo tắc thứ 2, đến lúc đó sẽ thả người ra, khi đó người muốn đi đâu thì đi, thế nào? Đại thần tầng 2 im lặng một lát, sau đó nói, ngươi, đồ lừa đảo. Diệp Huyên đen mặt, đại thần tầng 2, người nói chuyện bằng lương tâm đi. Diệp Huyên ta từng lừa đảo người của mình sao giờ? Lần này, đại thần tầng 2 không nói gì. Vì từ khi đi theo Diệp Huyên đến giờ, nó phát hiện tuy bình thường Diệp Huyên hơi xảo quyệt, nhưng lại đối xử rất tốt với người của mình. Một lát sau, đại thần tầng 2 nói, dưới đất. Dưới đất. Diệp Huyên thầm thấy vui vẻ, vội vàng hỏi, ý người là tâm bản nguyên kia ở trong lòng đất à? Đại thần tầng 2 đáp, phải. Diệp Huyên lại hỏi, ở đâu? Sau một lát, nàng ta đáp, hơi thở mơ hồ không cố định, phải tìm. Diệp Huyên cười khổ, đương nhiên hắn biết tâm bản nguyên này ở trong lòng đất, nhưng vấn đề là nếu không có vị trí cụ thể, lòng đất rộng lớn như vậy, biết tìm ở đâu? Lúc này, đại thần tầng 2 lại nói, kéo nó ra ngoài. Kéo? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, kéo thứ này kiểu gì? Đại thần tầng 2 im lặng. Một lát sau, Diệp Huyên khẽ thở dài, đại thần tầng 2 này hơi không đáng tin cậy lắm. Thật sự cho rằng Diệp Huyên hắn là vô địch, cái gì cũng có thể làm được à? Diệp Huyên đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng, hắn vẫn quyết định thử một lần. Không chừng thật sự kéo ra được thì sao? Diệp Huyên ngồi xuống, hắn vỗ xuống đất, sau đó nói, à gì nhỉ? Ta cảm thấy chắc là ngươi có thể nghe lời ta nói, là thế này, liên minh hộ giới đang đợi ngươi xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ bắt ngươi lại, sau đó, kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Đương nhiên ngươi không đi ra cũng vô dụng, bọn họ sẽ ép ngươi ra ngoài. Nói đến đi, hắn dừng lại một lát rồi tiếp tục, nếu ngươi tin tưởng ta, ra ngoài theo ta, yên tâm, ta nhất định sẽ không làm hại ngươi, cũng sẽ không để liên minh hộ giới làm hại ngươi. Nói xong, Diệp Huyên lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, một con yêu thú hư ảo chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chính là đại thần tầng 2. Nhưng không phải bản thể của nó. Đại thần tầng 2 lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, một giây sau, nàng ta đột nhiên vỗ móng vuốt xuống đất, ngươi có ra ngoài không? Xung quanh rung lên dữ dội. Lúc này, đại thần tầng 2 lại đập xuống một cái nữa. Tức giận nói, ngươi có ra đây không? Mặt đất nứt ra. Diệp Huyên, chương 615, chuyện này thật sự không phải ta làm. Nhìn đại thần tầng 2 nổi giận, Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Cô nàng điên rồi sao? Tính tình nóng nảy thế. Lúc đại thần tầng 2 còn định vỗ xuống đất tiếp, một luồng bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Đây là... Diệp Huyên ngây người. Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên, ra ngoài rồi. Nói xong, nó lập tức biến mất. Ra ngoài rồi. Diệp Huyên hoàn toàn ngơ ngác, hắn vội vàng nhìn về phía luồng bạch quang kia, trong bạch quang có một bé gái to bằng nắm tay, bé gái rất nhỏ, mặc một cái yến màu trắng, trên đầu là hai cái bím tóc nhỏ, lúc này, cô bé siết chặt đôi tay, đang tức giận nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên xua tay, không phải ta làm. Bé gái tức giận chỉ vào Diệp Huyên, loài người đáng giận, các ngươi hủy hoại mặt đất, phá hoại linh khí thiên địa, sẽ gặp báo ứng đấy. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chuyện này thật sự không phải ta làm. Nói xong, hắn đi về phía bé gái, nhưng vào lúc này, một màn sáng trắng chặn lại trước mặt hắn. Bé gái đề phòng nhìn Diệp Huyên, ngươi đừng có đến đây. Nếu không ta đánh chết người đấy. Diệp Huyên gượng cười, ta không phải người xấu. Bé gái trừng Diệp Huyên, người xấu rất hay nói mình không phải người xấu. Sát khí trên người ngươi rất nồng đậm, chắc chắn từng giết rất nhiều người.
Diệp Huyên. Bé gái đề phòng nhìn xung quanh, sau đó hỏi, cái kẻ khi nãy đâu rồi? Đại thần tầng 2. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó chỉ vào ngực mình, đi vào trong rồi. Bé gái nhìn thoáng qua trước ngực Diệp Huyên, một giây sau, cô bé giận tím mặt, loài người. Ngươi cho rằng ta bị ngốc sao? Ta là người vô địch vô địch vô địch nhất Thanh Châu chi tâm thông minh nhất đấy. Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Đây là ma quỷ ư? Bé gái còn định nói gì nữa, lúc này, đại thần tầng 2 đột nhiên xuất hiện. Không thể không nói, vẻ ngoài của đại thần tầng 2 vẫn vô cùng đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam kia, cực kỳ xinh đẹp. Đáng tiếc tính cách lại quá nóng nảy. Động một tí là nổi giận. Nhìn thấy đại thần tầng 2, sự đề phòng trong mắt bé gái giảm đi rất nhiều, cô bé đi tới trước mặt đại thần tầng 2, cầu xin, ngươi có thể bảo vệ ta không? Rõ ràng cô bé nhìn ra sự mạnh mẽ của đại thần tầng 2. Đại thần tầng 2 nhìn cô bé, sau đó chỉ vào Diệp Huyên cách đó không ra, hắn có thể. Bé gái nhìn Diệp Huyên, sau đó thẳng thừng lắc đầu, quá yếu. Ngay cả ta cũng đánh không lại. Diệp Huyên. Đại thần tầng 2 chỉ vào trước ngực Diệp Huyên, đi vào trong đó là có thể an toàn. Bé gái nhìn trước ngực Diệp Huyên, chớp mắt, có thể đi vào sao? Đại thần tầng 2 gật đầu. Bé gái bay tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó ôm lấy đầu Diệp Huyên, ủi thẳng vào trước ngực hắn, nhưng ủi một lúc lâu vẫn không thể đi vào được. Bé gái còn muốn nói gì đó, sắc mặt Diệp Huyên và đại thần tầng 2 chợt thay đổi, một giây sau, đại thần tầng 2 lập tức biến mất, Diệp Huyên cũng vội vàng bắt lấy bé gái, đưa cô bé vào trong tháp giới ngục. Sau khi bé gái và đại thần tầng 2 biến mất chưa được một giây, một ông lão chợt xuất hiện trên đầu Diệp Huyên. Người đến chính là người quen cũ của Diệp Huyên, Mạc Tu. Nhìn thấy Diệp Huyên, Mạc Tu lập tức nhíu mày, là ngươi. Diệp Huyên cười hì hì, Mạc đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Hình như ông ngày càng trẻ ra rồi. Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có nhìn thấy gì không? Hả? Diệp Huyên cau mày, nhìn thấy cái gì? Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Chương 616, nếu ngươi còn có yêu cầu khác xin cứ việc dặn dò. Diệp Huyên nhìn xung quanh, nơi này có thứ gì à? Mạc Tu nặng nề hỏi, ngươi đến đây làm gì? Diệp Huyên cười hì hì, ông đoán xem. Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó cười nói, Diệp Huyên, cuộc sống tốt đẹp của ngươi sắp kết thúc rồi. Còn nữa, cả Thương Kiếm Tông của ngươi cũng thế đấy. Đợi đến lúc bọn ta lấy được tâm bản nguyên của Thanh Châu, các ngươi sẽ phát hiện đối đầu với liên minh hộ giới của ta là chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Diệp Huyên nhún vai một cái, đợi ta luyện thành thần công, đến lúc đó ông cũng sẽ phát hiện, nhằm vào Diệp Huyên ta, là quyết định ngu xuẩn nhất của liên minh hộ giới các ngươi từ trước đến giờ. Nói xong, hắn cười hì hì, ai mà không biết khoác lác chứ. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Mạc Tu cũng không chặn Diệp Huyên lại, vì ông ta biết mình hoàn toàn không ngăn được. Dù có muốn thừa nhận hay không, Diệp Huyên lúc này đã không phải cao thủ ngự pháp cảnh chân chính có thể giết được nữa rồi. Ít nhất là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính bình thường không làm được. Sau khi Diệp Huyên rời đi, mấy ông lão xuất hiện bên cạnh Mạc Tu, một ông lão trong đó trầm giọng nói, lúc trước chúng ta cảm nhận được hơi thở của tâm bản nguyên, nhưng sau khi đến đây lại không phát hiện ra điều gì. Kỳ lạ. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên rời đi, người này hơi kỳ lạ. Mạc Tu nhẹ giọng nói, hắn vẫn luôn rất kỳ lạ. Ông lão trần trừ một lát, sau đó nói, vậy có khi nào tâm bản nguyên của Thanh Châu đã? Mạc Tu lắc đầu, tuyệt đối không thể. Tâm bản nguyên này rất đề phòng, nó không thể nào dễ dàng tin tưởng loài người được. Mà với thực lực của Diệp Huyên không thể nào im hơi lặng tiếng cướp nó đi được. Hơn nữa nơi này cũng không có dấu vết từng đánh nhau. Nếu không, ta cũng đã không thả hắn đi. Ngôn tình ngược. Nói xong, cô bé như nghĩ đến điều gì, vùng bàn tay nhỏ, một đống tinh thạch bay đến trước mặt Diệp Huyên. Tử nguyên tinh. Có tới hơn 1.000 tử nguyên tinh, hơn nữa nó còn vô cùng lớn hơn tử nguyên tinh hắn có lúc trước ít nhất 2 lần.
Bé gái nhìn về phía Diệp Huyên, những thứ này đều cho ngươi hết, đi tìm đồ ăn cho ta. Ít hầu Diệp Huyên lăn lộn, sau đó sắc mặt không chút thay đổi cất tất cả tử nguyên tinh đi, hắn gật đầu, được được, bây giờ ta sẽ đi tìm. Nếu ngươi còn có yêu cầu khác xin cứ việc dặn dò, đừng khách sáo, thật đấy, ngươi tuyệt đối đừng khách sáo. Bé gái. Chương 617, Diệp Huyên, từng nghe nói chưa? Hơn 1.000 tử nguyên tinh. Diệp Huyên thật không ngờ cô bé này lại giàu có như thế. Tử nguyên tinh chính là thứ ngay cả cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cũng cần. Hơn nữa sau khi lên trên vạn pháp cảnh, thứ tiền tệ thông dụng giữa tất cả cao thủ chính là tử nguyên tinh. Vì tử nguyên tinh có đủ linh khí, còn có tác dụng rất lớn. Ngược lại, tác dụng của linh thạch cực phẩm với cao thủ trên vạn pháp cảnh cũng không lớn lắm. Đương nhiên, linh thạch cực phẩm vẫn cực kỳ hữu dụng, vì muốn bồi dưỡng người mới vẫn cần có linh thạch cực phẩm. Tử nguyên tinh quá quý giá, trước khi chưa đạt đến ngự pháp cảnh, sử dụng tử nguyên tinh thật sự có hơi lãng phí. Trong tháp, bé gái không quan tâm đến Diệp Huyên nữa, cô bé đi dạo khắp nơi, đi dạo đến tận tầng thứ hai, ngay cả Diệp Huyên cũng không biết cô bé đi lên bằng cách nào. Mà Diệp Huyên cũng phát hiện tháp giới ngục này không hề bài xích cô bé. Tuy cô bé này hơi đề phòng Diệp Huyên, nhưng không biết vì sao lại không hề đề phòng đại thần tầng 2, điều này khiến Diệp Huyên cực kỳ phiền muộn, mình còn đáng sợ hơn cả đại thần tầng 2 sao. Diệp Huyên không để tâm đến cô bé nữa, hắn rời khỏi dãy núi Hoang U. Không thể không nói, lần này đến đây bản thân Diệp Huyên cũng không ngờ mình sẽ lấy được bản nguyên chi tâm của Thanh Châu này. Phải biết rằng Liên minh hộ giới đã chú ý đến bản nguyên chi tâm này rất lâu rồi. Vì nó, Liên minh hộ giới có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu để Liên minh hộ giới biết bản nguyên của Thanh Châu rơi vào tay hắn một cách dễ dàng như thế, không biết có thể tức chết không? Đương nhiên hắn sẽ không ngu đến mức nói chuyện này ra. Nếu như nói ra, Liên minh hộ giới chẳng lẽ không nổi điên đến giết hắn à? Sau khi rời khỏi dãy núi Hoang U, Diệp Huyên quyết định trở về Khương Quốc xem sao. Vì đã rất lâu không trở về rồi. Đế đô Khương Quốc. Diệp Huyên đi tới trước cổng thành đã đổ nát, tường thành cũng bị đánh sụp, hơn nữa còn có mùi máu tanh và xác thối. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó đi vào, trong thành còn rất ít người, có thể nhìn thấy thi thể thối rữa ở khắp nơi, cũng có thi thể còn mới, đâu đâu cũng là bộ phận cơ thể. Diệp Huyên đi thẳng đến Học viện Thương Lan, vẫn là Học viện Thương Lan trước đây, nhưng đã không còn ai nữa. Không đúng. Có người. Diệp Huyên đi tới Điện Thương Lan trên đỉnh núi, phát hiện mấy người trong Điện Thương Lan, không chỉ có Điện Thương Lan, mà trong tất cả các điện trên núi đều có người. Diệp Huyên đi vào trong điện có ít nhất hơn 100 người, có mấy người còn đang ngủ. Khi nhìn thấy Diệp Huyên đi vào, mấy người chỉ nhìn hắn một cái rồi rời mắt đi. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó hỏi, các ngươi ở đây làm gì? Mọi người liếc mắt nhìn hắn, không ai trả lời. Lúc này, có một người đàn ông đi ra, người đàn ông khoảng 20 tuổi, trông rất lưu manh. Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Huyên, quan sát hắn một hồi, người cũng đến xin được bảo vệ sao? Xin được bảo vệ. Diệp Huyên hơi khó hiểu, có ý gì? Người đàn ông cười nói, có ý gì? Ngươi không biết à, viện trưởng Diệp Huyên của Học viện Thương Lan ta nói chỉ cần nộp linh thạch cực phẩm sẽ được đến Học viện Thương Lan, được Học viện Thương Lan bảo vệ. Ngươi xem đi, bây giờ Thanh Châu này loạn lạc, nhưng đâu có ai dám xâm lấn Học viện Thương Lan ta. Nghe vậy, Diệp Huyên sa sầm mặt, ngươi là người của Học viện Thương Lan. Người đàn ông lấy một miếng lệnh bài ra, thấy không? Lệnh bài của Học viện. Ta chính là học viên của Học viện Thương Lan, bây giờ phụ trách tất cả mọi chuyện của Học viện Thương Lan. Diệp Huyên nhìn thoáng qua lệnh bài, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Lệnh bài là thật, nhưng người này lại là giả. Học viện Thương Lan cũng không có bao nhiêu học viên, hắn đều biết hết, nhưng chắc chắn không có người trước mặt. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó hỏi, cần bao nhiêu linh thạch cực phẩm? Người đàn ông cười nói, 1.000 linh thạch cực phẩm. 1.000. Diệp Huyên đang muốn lên tiếng, lúc này,
người đàn ông nhếch miệng cười, là một ngày 1.000 linh thạch cực phẩm. Một ngày 1.000. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu chặt mày. Khi nãy hắn cảm nhận một chút, trên núi Thương Lan có ít nhất mấy nghìn người, mỗi ngày 1.000. Sau khi im lặng một lát, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía những người trong điện, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không cần nộp linh thạch cực phẩm mỗi ngày nữa. Nghe vậy, mọi người lập tức sửng sốt. Sắc mặt người đàn ông ở trước mặt Diệp Huyên trở nên hơi dữ tợn, huynh đệ, ngươi là đến để quấy rối à? Nói xong, gã chỉ vào trước ngực Diệp Huyên, ngay cả tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu cũng không dám động vào học viện Thương Lan của ta đâu, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi! Diệp Huyên cười nói, ngươi chỉ mới là thông u cảnh, hoàn toàn không có năng lực làm chuyện này, chắc chắn có người đứng sau đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho ta thôi. Người đàn ông thù hằn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Diệp Huyên sờ mũi mình, ta nghĩ có lẽ hắn sẽ không tiêu diệt cả nhà ta đâu, điều này ta có thể chắc chắn. Người đàn ông còn muốn nói gì đó, lúc này, một ông lão ở cách đó không xa đột nhiên đứng lên, ông ta nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin. Run rẩy hỏi, ngài. Ngài là Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Chương 618, Diệp Huyên đã chết ở Trung Thổ Thần Châu. Lúc này bọn họ mới phát hiện người trước mặt hơi quen mắt. Sở dĩ bọn họ không quen biết Diệp Huyên là vì Diệp Huyên đã rời khỏi hơi lâu rồi, hơn nữa cũng không phải ai cũng từng gặp Diệp Huyên. Người đàn ông trước mặt Diệp Huyên cũng nhìn về phía hắn, nhìn một chút. Sắc mặt gã hơi khó coi, cuối cùng, thân thể gã bắt đầu run rẩy. Rõ ràng là đã nhận ra Diệp Huyên rồi. Người đàn ông run rẩy nói, các hạ, là ta có mắt không tròng, ta. Diệp Huyên cười nói ta biết, người nào bảo ngươi làm như thế. Sắc mặt người đàn ông hơi khó coi, hắn chần chừ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, không nói cũng chết, nói cũng chết, còn chết cả nhà ta. Diệp Huyên nhẹ nhàng hỏi, muốn mặc cả với ta à? Người đàn ông vội vàng nói, không dám, chỉ hy vọng các hạ có thể bảo vệ người nhà của ta. Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ người nhà của mình thì ngươi nên tự sát, chỉ cần ngươi tự sát, ta tin những người phía sau ngươi chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho người nhà ngươi. Nhưng mà, ngươi không dám tự sát. Sắc mặt người đàn ông hơi khó coi, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chỉ tay. Phụt! Cánh tay phải của người đàn ông lập tức bay ra ngoài. Máu tươi tuôn rơi. Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên tái nhợt. Diệp Huyên cười nói, vẫn không chịu nói đúng không? Người đàn ông đang định lên tiếng, lúc nào, một người đàn ông trung niên cách đó không xa đột nhiên nói, ta biết là ai. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, mà lúc này, người đàn ông trước mặt hắn đột nhiên nói, là, lúc này, một tia kiếm quang đã xuyên thủng giữa lông mày người đàn ông. Người đàn ông sững sờ nhìn Diệp Huyên cười nói, nếu lúc đầu ngươi nhận lỗi, sau đó thẳng thắn, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, tiếc là bây giờ đã muộn rồi. Nói xong, hắn đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, ông ta cúi chào, bái kiến Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng. Nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, mọi người vội vàng cúi chào hắn, có mấy người không thể che giấu vẻ hưng phấn và kích động trong mắt. Diệp Huyên. Lại trở về rồi. Diệp Huyên cười nói, các vị không cần phải thế đâu. Nói xong, hắn nhìn người đàn ông trung niên, ông ta trầm giọng nói, thế lực sau lưng nam tử kia là một đội lính đánh thuê đến từ Trung Thổ Thần Châu, bây giờ bọn họ ở lại Hoàng Cung Khương Quốc. Mà đế đô bây giờ cũng do bọn họ quản lý. Hoàng cung Khương Quốc. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, từ giờ trở đi, các ngươi ở lại đây đi, đồng thời không cần giao nộp linh thạch cực phẩm nữa. Nhưng có một ngày nếu chúng ta trở về mong các vị sẽ rời đi đúng lúc. Nơi này chỉ cho các vị ở tạm, chứ không phải cho các vị, hy vọng các vị hiểu. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt hắn, người đàn ông nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt đề phòng, tại hạ là đội trưởng của đội lính đánh thuê Hỗn Nguyên,
không biết các hạ là. Diệp Huyên cười nói, chính là người chiếm lĩnh học viện Thương Lan, sau đó mỗi ngày đều thu cái gọi là phí bảo vệ đúng không? Người đàn ông trung niên híp mắt lại, ngươi là người của học viện Thương Lan. Diệp Huyên gật đầu, phải. Ông ta nhìn Diệp Huyên rất lâu, sau đó nói, các hạ, đừng trách ta nói thẳng, Diệp Huyên đã chết ở Trung Thổ Thần Châu, ngay cả thi thể cũng bị chó hoang ăn rồi, các hạ còn liều mạng vì học viện Thương Lan, không đáng đâu. Diệp Huyên, chương 619, tầng thứ tư. Mình chết ở Trung Thổ Thần Châu á. Diệp Huyên nghe má há hốc, Diệp Huyên chết ở Trung Thổ Thần Châu. Ngươi chắc chứ? Gã đàn ông nhếch mép, giả làm sao được. Tên Diệp Huyên kia đắc tội liên minh hộ giới nên bị họ truy nã, sống kiểu gì bây giờ? Rất có lý, đương sự vừa gật vù khép tay phải lại, vung lên. Xoẹt. Theo tiếng kiếm minh rền vang, một tia kiếm quang lóe lên, những tên lính đánh thuê quanh họ bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Gã đàn ông chố mắt ra, sau đó khiếp sợ nhìn hắn, ngươi. Ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên tuét miệng cười, đoán đúng rồi. Tặng ngươi một kiếm. Tay hắn vung lên, thủ cấp gã đàn ông bay véo ra ngoài giữa cột máu phun tung tóe, đôi mắt trợn trừng không nhắm lại được. Diệp Huyên đi thu thập nhẫn chứa vật của từng người ngã xuống, trong đó có rất nhiều những món đồ lặt vặt và khoảng 1 tỷ 6 viên linh thạch cực phẩm. Ở Thanh Châu mà có thể kiếm được một con số khổng lồ đến vậy, không cần nghĩ cũng biết đám người này đã vơ vét vô số thành trì trong thời gian qua. Khi hắn chuẩn bị rời đi, chợt nghe giọng đại thần tầng 2 vang lên trong đầu, con bé lên tầng thứ 4 rồi. Tầng thứ 4. Diệp Huyên ngây ngẩn, sau đó lập tức vào tháp giới ngục. Cô bé không có ở tầng thứ nhất, thứ 2 hay thứ 3. Tầng thứ 4 ư. Hắn nở người ra hỏi, làm sao lại lên được? Không biết, đại thần đáp gọn lỏn. Diệp Huyên nuốt khan, đại thần à, chuyện này bất thường lắm ấy. Làm sao mà nó đi vào được chứ? Sao ta biết được, đại thần nổi quạo. Bỗng nhiên một chùm sáng trắng lóe lên ở tầng thứ nhất, cô bé tí hon lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn vội hỏi, người đi lên tầng thứ 4 sao? Thấy đối phương gật đầu. Hắn lại hỏi, trên đó có gì? Cô bé nhìn hắn, đối phương dặn ta không được nói cho ngươi, còn bảo ngươi là kẻ mặt rất dày, ta phải đề phòng. Nói xong còn vươn ngón tay ra nhéo má hắn, thốt lên với vẻ nghi hoặc, cũng đâu có dày lắm đâu ta. Diệp Huyên! Linh quả đâu? Nhìn đôi bàn tay đang xòe ra của cô bé, Diệp Huyên bèn lấy một ít linh quả ra. Đôi mắt đối phương sáng rỡ lên. Không màng đến kích thước to lớn hơn mình rất nhiều, hăm hở cắn ngập vào thịt quả, không bao lâu sau đã chén sạch, tiếp tục vươn tay ra với vẻ chưa đã thèm. Trước đây hắn không bán hết những chiến lợi phẩm này cho Tam Lâu chủ Túy Tiên Lâu mà giữ lại một phần cho mình, vậy mà bây giờ đành mang hết ra đặt trước mặt cô bé tí hon. Diệp Huyên hỏi, có ngon không? Cô bé gật đầu, ngon, ngon lắm. Tầng thứ 4 có gì? Lại nhận được cái lắc đầu, không nói được. Hắn nghiêm mặt hỏi, chẳng lẽ chúng ta không phải bạn bè sao? Bạn? Là gì cơ? Cô bé mở mịt hỏi lại. Diệp Huyên. Sau một hồi quan sát hắn, cái đầu tí hon lại lắc qua lắc lại, ngươi là con người không ai tốt cả, không thể tin được. Nhưng việc cô bé còn có thể đi lên đó khiến hắn ngạc nhiên một phen. Nếu đối phương có thể lên tầng thứ 4, vậy cũng có thể lên tầng 5, 6, 9. Diệp Huyên chợt cảm thấy hiếu kỳ về thứ ở trên tầng 9. Hắn chơi đùa cùng Tiểu Linh Nhi một hồi rồi rời khỏi tháp giới ngục, lại nghe đại thần tầng 2 lên tiếng, ngươi phải tìm cách để cô gái kia mau trở về đi, không thì ngươi chết chắc. Cô gái bí ẩn ư? Diệp Huyên cười khổ, hắn biết đi đâu tìm nàng ta bây giờ. Nhưng quả thật hắn có chút nhớ nàng ta rồi. Một hồi sau, Diệp Huyên lắc đầu, xoay người rời đi. Chương 620, Huyền Môn đã tỏ ý gia nhập. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung Khương Quốc, hắn đi đến Ma Tông. Ở Thanh Châu này, chúng không chỉ không bị thế lực nào ngăn cản mà còn có sự hậu thuẫn của liên minh hộ giới nên phát triển ồ ạt như nấm sau mưa, thực lực cũng tăng vọt. Trong đại điện, Khô Minh Hư bỗng mở bừng mắt,
thấy một người khoác áo bào màu xám cho đứng gần đó nhưng hoàn toàn không tỏa ra khí tức gì. Ông ta biến sắc, vội vàng đứng lên, tiền bối. Đối phương khẽ gật đầu, Khô tông chủ vẫn khỏe chứ? Không biết tiền bối đến đây để... Người kia hờ hững, Khô tông chủ hẳn đã biết chuyện giữa Thương Kiếm tông ta và Liên minh hộ giới. Khô Minh Hư gật đầu, biết, mà tông ta sẽ không tham gia vào. Đối phương nhàn nhạt khuyên, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức thu tay, rời khỏi Thanh Châu. Tông chủ Ma Tông không khỏi cau mày, rời đi ngay lúc tông môn đang phát triển không khác gì đổ bao nhiêu thành quả vừa qua xuống biển cả. Lại nghe người áo xám nói, nếu bây giờ Khô tông chủ tiếc nuối, sau này có muốn đi cũng không được nữa. Những lời này khiến Khô Minh Hư nhìn lên, xin tiền bối chỉ dẫn. Đối phương từ tốn nói. Thanh Châu giờ đây đã hỗn loạn cùng cực, tâm bản nguyên sắp xuất thế, khi ấy Ma Tông và Huyết Tông sẽ không còn giá trị lợi dụng với liên minh hộ giới. Chỉ cần sẩy chân một phen, Ma Tông của ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Khô Minh Hư do dự hỏi lại, không, Lục Tôn Chủ đã hứa rằng Thanh Châu về sau chính là của Ma Tông ta. Ngươi tin ư? Người áo xám lạnh lùng hỏi lại, ngươi còn không biết đức hạnh của liên minh hộ giới là gì sao? Hiện giờ chúng cần ngươi, bất cứ yêu cầu gì của ngươi cũng sẽ được đáp ứng. Nhưng một khi chúng có được tâm bản nguyên rồi, Ma Tông ngươi chỉ còn là một cái vỏ vô dụng mà thôi. Hắn thoáng dừng lại, hơn nữa, khi tâm bản nguyên xuất hiện, Thanh Châu sẽ chân chính trở thành một lốc xoáy tranh đấu. Ma Tông của ngươi sẽ bị cuốn vào nó nếu tiếp tục ở lại đây, muốn rời đi cũng khó mà được. Trước sự chần chừ của Khô Minh Hư, đối phương lại lên tiếng. Nếu Khô tông chủ đã không muốn đi thì bản chủ cũng không nhiều lời nữa. Thấy hắn toan rời đi, tông chủ Ma Tông vội kêu lên, tiền bối dừng bước. Người áo xám dừng lại, Khô Minh Hư hỏi, dám hỏi tiền bối, trừ Thương Kiếm tông ra, có còn thế lực nào đối đầu với liên minh hộ giới hay không? Đối phương lạnh lùng hỏi, ngươi nói thử xem. Khô Minh Hư thi lễ sau một hồi phân vân, xin tiền bối cho biết. Huyền môn đã tỏ ý muốn gia nhập. Tiết lộ của người áo xám khiến Khô Minh Hư kinh hãi, toan lên tiếng thì đối phương đã biển mất. Ông ta lẳng lặng ngồi trong đại điện một hồi lâu sau đó, trong lòng như sóng cuộn biển gầm. Huyền môn là một thế lực vô cùng bí ẩn, thực lực chắc chắn cũng phải rất mạnh. Một mình Thương Kiếm Tông không đấu lại liên minh hộ giới, nhưng có thêm huyền môn hỗ trợ thì chưa biết mèo nào cắn cổ mỉu nào. Mà lại không chỉ có một mình huyền môn. Khô Minh Hư bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Người đàn ông khẽ lắc đầu, cũng không biết người đó rốt cuộc ở nơi nào. Hay! Thế giới này hẳn thuộc phạm vi cai quản của liên minh hộ giới kia, hay là đến bảo chúng giúp đỡ, lão già đề nghị. Liên minh hộ giới, đồng bạn của lão nhìn sang, sao ta chưa từng nghe tên? Chỉ là một thế lực hạng ba mà thôi. Chưa nghe tên cũng không lạ gì. Người đàn ông gật gù, vậy cứ gặp một phen xem. Hy vọng lần này sẽ có kết quả, bằng không ta không dám trở về. Chiếc thuyền tinh vân nhanh chóng biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Chương 621, có lẽ là Thương Kiếm Tông đã làm gì đó. Sau khi rời khỏi Ma Tông, Diệp Huyên lập tức đi vào trong một vùng núi. Lần này sở dĩ đến Ma Tông cũng là vì lòng trắc ẩn, Ma Tông còn ở Thanh Châu, chắc chắn sẽ có vô số người gặp xui xẻo. Tuy hắn không thể thay đổi được cục diện của Thanh Châu bây giờ, nhưng trong khả năng của mình, hắn vẫn sẵn lòng giúp đỡ vô số sinh linh trên mảnh đất Thanh Châu này. Mà bây giờ hắn chỉ cần làm một việc, chính là tu luyện. Chẳng mấy chốc liên minh hộ giới sẽ có hành động, mà trước lúc đó, hắn nhất định phải nâng cao thực lực của mình. Tuy có Thương Kiếm Tông, nhưng vô số lần thực tế nói với hắn, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cũng chỉ có dựa vào bản thân mình mới đáng tin. Diệp Huyên đi tới bên một dòng suối nhỏ trong dãy núi, hắn ngồi trên một tảng đá lớn. Một lát sau, giữa lông mày hắn chợt xuất hiện một chữ không nho nhỏ. Đạo tắc không gian. Bây giờ hắn là ngự pháp cảnh, việc hắn phải làm là cố gắng đột phá ngự pháp cảnh chân chính. Dù không có linh kiếm, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút. Ngự pháp cảnh chân chính có thể điều động không gian,
mà thật ra Diệp Huyên cũng không hiểu rõ về không gian lắm, vì ngự pháp cảnh của hắn là tăng lên dựa vào đạo tắc không gian. Nói thẳng ra là có chút không thật. Cảm nhận. Diệp Huyên bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh, hắn cảm nhận gió, cảm nhận mặt đất, cảm nhận dòng sông cũng cảm nhận được không gian. Không gian này có hơi mịt mờ, thậm chí có hơi huyền ảo, mà võ giả sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ có thể cảm nhận được không gian, nhưng cảm nhận được không gian không có nghĩa là hiểu được, không có nghĩa là biết nó. Dần dần, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu dậy sóng, lúc này, không gian không còn mịt mờ nữa, mà đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Huyên mượn đạo tắc không gian, bắt đầu thay đổi không gian xung quanh, chẳng mấy chốc, không gian xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, mà cơ thể hắn cũng bắt đầu hơi vặn vẹo. Nhưng Diệp Huyên dừng lại rất nhanh, vì hắn cảm thấy đau đớn vì bị vặn xoắn. Diệp Huyên không dám lấy mình làm thí nghiệm nữa, hắn bắt đầu sử dụng thay đổi không gian trước mặt, dần dần, dòng sông trước mặt hắn bắt đầu bị bóp méo. Mấy ngày sau, Ma Tông đột nhiên tuyên bố rời khỏi Thanh Châu. Lối vào Thanh Châu, thuyền bay của Tông chủ Khô Minh Hư Ma Tông đột nhiên dừng lại, một ông lão lặng lẽ xuất hiện trước mặt Khô Minh Hư. Người đến, chính là Mạc Tu. Khô Minh Hư cười nói, Mạc trưởng lão. Mạc Tu nhìn thoáng qua Khô Minh Hư, nhẹ giọng nói, Khô Tông chủ, vì sao đột nhiên tuyên bố rút khỏi Thanh Châu vậy? Khô Minh Hư cười nói, không có gì, chỉ cảm thấy nên trở về rồi thôi. Mạc Tu híp mắt lại, thật sự là thế à? Khô Minh Hư gật đầu, đương nhiên. Mạc Tu nhìn Khô Minh Hư một lúc lâu, cuối cùng, ông ta lắc đầu thở dài, Khô Tông chủ, lúc trước lão phu từng hứa hẹn với huynh, chỉ cần lấy được tâm bản nguyên, lúc đó Thanh Châu này cũng sẽ thuộc về Ma Tông huynh, bây giờ huynh bỏ chạy rõ ràng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mà. Khô Minh Hư cười nói, Ma Tông ta không tham lam, Thanh Châu rộng lớn như vậy, thật sự nuốt không trôi. Mạc Tu trầm giọng nói, Khô huynh, huynh thành thật nói cho ta biết, là có người nói gì với huynh à? Hay là có người đang đe dọa huynh? Khô Minh Hư lắc đầu nở nụ cười, Mạc huynh nghĩ nhiều rồi. Mạc Tu gật nhẹ đầu, nếu đã vậy thì lão phu cũng không nói gì thêm nữa. Khô huynh, đi đường cẩn thận. Khô Minh Hư chắp tay, sau này còn gặp lại. Cứ thế, Ma Tông rời khỏi Thanh Châu. Người đàn ông trung niên ngồi xuống trước mặt một ông lão hành lễ, sư huynh. Hai người này chính là Thương Huyền và Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn gật nhẹ đầu, liên minh hộ giới có hành động gì không? Thương Huyền gật đầu, vừa nhận được tin tức, bọn họ đã bắt đầu huy động tất cả cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, có lẽ muốn điều động những người này đến Thanh Châu. Xem ra tâm bảo nguyên kia sắp xuất hiện rồi. Tàu Bắc Hàn Giang bưng chung rượu trước mặt lên uống một ngụm, sau đó cười nói, xem ra liên minh hộ giới này nhất định muốn có được tâm bản nguyên của Thanh Châu. Thương Thuyền nặng nề hỏi, bọn họ cần bản nguyên này làm gì? Đệ thật sự không nghĩ được. Trần Bắc Hàn cười nói, tâm bản nguyên này có rất nhiều tác dụng, nhưng chắc chắn bọn họ có mục đích khác, chỉ không biết là cái gì thôi. Chương 622, Quyết chiến sinh tử. Ngoài ra, nếu huynh đoán không lầm, có lẽ bọn họ còn muốn tâm bản nguyên của Trung Thổ Thần Châu nữa. Sắc mặt Thương Huyền hơi thay đổi, nếu cần tâm bản nguyên của Trung Thổ Thần Châu, Huyền Môn và các thế gia ở thượng giới kia sẽ đồng ý sao? Trần Bắc Hàn lắc đầu nở nụ cười, đệ đó, vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Đệ thử nghĩ xem, nếu liên minh hộ giới thu phục được mấy thế lực này rồi, vậy ở Trung Thổ Thần Châu còn ai có thể ngăn cản bọn họ sao? Mà chỉ cần liên minh hộ giới chịu bỏ ra một vài thứ là có thể thu phục bọn họ rồi. Thương Huyền xa sầm mặt. Đúng như Trần Bắc Hàn nói, chỉ cần Huyền Môn, Sơn Mạch Vạn Thú và mấy thế gia ở thượng giới kia không phản đối, cả Trung Thổ Thần Châu hoàn toàn không có ai có thể chống lại liên minh hộ giới. Thương Huyền lại nói, tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Trần Bắc Hàn nhẹ giọng đáp, bảo mọi người chuẩn bị kỹ càng, một khi tâm bản nguyên xuất hiện. Dù không giành được cũng phải hủy diệt nó, không để nó rơi vào tay liên minh hộ giới. Thương Huyền gật đầu, như nhớ đến điều gì, ông ta chần chừ một lát, sau đó lại hỏi, sư huynh, có một câu không biết nên hỏi hay không? Trần Bắc Hàn cười nói, vậy thì đừng hỏi. Thương Huyền trầm giọng nói,
vẫn phải hỏi, nếu không trong lòng sẽ khó chịu. Sư huynh, nếu đệ đoán không lầm, lúc Diệp Huyên tiến vào Thương Kiếm Tông của chúng ta, có lẽ huynh cũng đã phát hiện thân phận thật sự của hắn, nhưng huynh lại không vạch trần hắn, còn lấy sức lực của cả tông môn ra bảo vệ hắn, đối đầu với liên minh hộ giới. Nói đến đây, ông ta nhìn Trần Bắc Hàn, không nói tiếp nữa. Trần Bắc Hàn cười hỏi, đệ muốn nói là huynh có mục đích khác phải không? Thương Huyền gật đầu. Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói, huynh đúng là có mục đích. Thương Huyền nhìn Trần Bắc Hàn cười nói, thứ nhất suy cho cùng chúng ta vẫn phải đấu với liên minh hộ giới một trận. Không thể tránh khỏi, có lẽ đệ cũng biết sư phụ đã chết thế nào. Sư phụ. Nghe vậy, Thương Huyền lập tức xa sầm mặt. Vì sư phụ của bảy vị kiếm tiên bọn họ năm đó là bị liên minh hộ giới bố trí mai phục, vây công đến chết, nhưng liên minh hộ giới chưa từng thừa nhận. Chỉ là tất cả mọi người đều biết là liên minh hộ giới làm. Trần Bắc Hàn nhẹ giọng nói, năm đó, đại sư huynh đã muốn dẫn theo cả tông môn đi liều mạng với liên minh hộ giới, là huynh ngăn cản huynh ấy. Nói đến đây, y lắc đầu nở nụ cười, vì chuyện này, đến nay đại sư huynh vẫn không thể quên. Còn tiểu sư muội nữa, sau chuyện đó, muội ấy cũng không tiếp tục nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tông môn, ngày ngày nhốt mình trong điện Vân Kiếm, còn cả cố sư muội trông coi thi thể của sư phụ đến tận bây giờ. Thương Huyền khẽ thở dài, nói thật, năm đó đệ cũng từng oán trách huynh. Nhưng mấy năm nay cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc trước chúng ta đều chỉ là kiếm hoàng, nếu đi cùng đại sư huynh, e rằng Thương Kiếm Tông của chúng ta sẽ bị diệt sạch. Trần Bắc Hàn lại nói, lòng riêng của huynh là nếu kẻ thù của hắn cũng là liên minh hộ giới, vậy thì trá hình liên minh với hắn, hy vọng sau đó cô gái bí ẩn sau lưng hắn có thể ra tay, nhưng sau khi tiếp xúc, huynh phát hiện tính cách người này không tệ, trọng tình trọng nghĩa, cũng là một hạt giống tốt, cho nên, huynh thật lòng hy vọng hắn cũng thật lòng với Thương Kiếm Tông ta. Thương Huyền gật đầu, người nọ đúng là rất tốt, nhưng tính tình hơi nóng nảy, không biết nén giận. Trần Bắc Hàn cười ha ha, năm đó nếu sư tổ biết nén giận cũng sẽ không giết chết tôn chủ của liên minh hộ giới bằng một chiêu kiếm. Nếu không vì một kiếm đó, Thương Kiếm Tông chúng ta cũng sẽ không một mất một còn với liên minh hộ giới như vậy giờ. Nhưng không ra chiêu kiếm đó, cả đời Thương Kiếm Tông chúng ta đều phải ăn nói khép nép. Thương Huyền lắc đầu cười, cũng phải. Hắn có nóng tính hay không cũng chẳng sao, có bản lĩnh là được. Trần Bắc Hàn gật nhẹ đầu. Nếu tâm bản nguyên xuất hiện, đệ bảo tiểu tử kia đừng tham gia vào chuyện này. Tốt nhất là bảo hắn trốn đi, nếu thắng thì tốt, nếu thua, chúng ta cũng phải để lại cho Thương Kiếm Tông chút hương hỏa mới được. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, sau đó bưng chung rượu lên uống cạn một hơi. Chương 623, Kẹo Hồ Lô. Bên dòng suối nhỏ, Diệp Huyên vẫn đang ngồi yên, hắn đã ngồi ở đây 3 ngày 3 đêm rồi. Con đường tu luyện thật sự không có đường tắt, cho dù có, cũng không thể đi. Đây chính là một cảm ngộ của Diệp Huyên. Vì lúc này hắn mới phát hiện ngự pháp cảnh của mình không phải thực lực chân chính, nếu không có đạo tắc không gian, nói thẳng ra thì hắn không tính là ngự pháp cảnh. Đạo tắc không gian có thể mượn dùng, nhưng không thể ỷ lại. 3 ngày sau, Diệp Huyên đã không còn dùng đạo tắc không gian nữa, mà hắn tự tìm hiểu không gian bằng năng lực của mình. Sau mấy ngày, Diệp Huyên đã có thể thay đổi không gian mà không cần đến đạo tắc không gian, nhưng vẫn không thể phân giải không gian. Nếu muốn trở thành ngự pháp cảnh chân chính nhất định phải có thể phân giải không gian, cũng chính là điều động không gian. Lúc Diệp Huyên đang tu luyện, hắn cũng không phát hiện lúc này Tiểu Linh Nhi đang bò lên đỉnh tháp giới ngục. Không phải cô bé không muốn bay, mà là không bay lên được, phải nói là bay rất mất sức. Cũng không biết cô bé muốn bỏ lên đó làm gì. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Tiểu Linh Nhi cũng bỏ đến tầng cao nhất. Trên tầng cao nhất có cắm 3 thanh kiếm. 3 thanh kiếm lẳng lặng được cắm trên đỉnh tháp như thế, tựa như đang trấn áp gì đó. Tiểu Linh Nhi bỏ đến trước 3 thanh kiếm, cô bé quan sát nó một lúc, cuối cùng thì tập trung vào thanh kiếm ở giữa. Khi thấy thanh kiếm này, mắt Tiểu Linh Nhi lập tức sáng lên. Vì trên chuôi kiếm có treo một sâu kẹo hồ lô. Tiểu Linh Nhi lấy kéo hồ lô xuống, sau đó xé bọc giấy ra, liếm liếm,
Ngay sau đó, cô bé dùng mình một cái. Chua quá. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, vẻ mặt hơi đặc sắc, một lát sau, cô bé lại liếm liếm, rồi lại dùng mình. Dù rất chua, nhưng hình như cũng rất ngon. Cứ thế, Tiểu Linh Nhi ngồi trên đỉnh tháp, chậm rãi liếm kẹo hồ lô, một lát sau, cô bé đột nhiên nhìn xuống phần dưới cùng của thanh kiếm ở giữa, ở đó để một cái hộp nho nhỏ, rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Tiểu Linh Nhi bò đến trước cái hộp kia, trên hộp còn có một tờ giấy trắng, rất nhỏ, bên trên viết hai chữ nhỏ, nói thẳng ra đây hoàn toàn không giống chữ, siêu siêu vẹo vẹo. Hai chữ nhỏ này chính là Bạch Lưu. Tiểu Linh Nhi hoàn toàn không biết hai chữ này, cô bé nhẹ nhàng mở cái hộp nhỏ ra, không biết nhìn thấy gì, Tiểu Linh Nhi vỗ tay một trận, cực kỳ hưng phấn. Sau khi Ma Tông đi không lâu, Huyết Tông cũng rời khỏi Thanh Châu theo. Hai tông môn này đã đi, một vài tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu phát hiện chuyện này không đúng lắm, vì thế cũng rời đi theo, hoặc là lẩn trốn luôn. Nhưng Thanh Châu cũng không vì thế mà yên ổn lại, ngược lại vẫn còn rất lộn xộn. Mà lần này là tu sĩ của Thanh Châu tự làm loạn. Tất cả mọi người đều biết Thanh Châu bây giờ không còn trật tự, không còn ai quan tâm. Dưới tình huống này, rất nhiều người đều bắt đầu làm loạn. Rất nhiều lúc, người của mình mới là người gây chuyện lớn nhất. Lại mấy ngày trôi qua, một nhóm cao thủ bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên Thanh Châu, sau đó, mấy chục tòa thành đột nhiên bị tàn sát, không những thế, một vài tu sĩ ở rất nhiều nơi đột nhiên vô duyên vô cớ chết thảm. Lúc này, cả Thanh Châu rơi vào khủng hoảng. Ở dãy núi Hoang U, cả vùng núi đột nhiên bắt đầu nứt ra, chẳng những thế, mặt đất còn xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt. Khoảng 30 người tập trung trên không trung chỗ dãy núi Hoang U, dẫn đầu không phải ai khác, mà chính là Lục Tôn Chủ. Mạc Tu đứng bên cạnh Lục Tôn Chủ. Những người đứng sau hai người đều là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Lục Tôn Chủ nhìn xuống dưới, đã sắp xếp xong chưa? Mạc Tu gật nhẹ đầu, đã sắp xếp kỹ càng rồi, chỉ cần tâm bản nguyên kia xuất hiện, chắc chắn nó sẽ trốn không thoát. Lục Tôn Chủ nhìn xung quanh, Thương Kiếm Tông có động tĩnh gì không? Mạc Tu nặng nề nói, đã nhận được tin tức bảy vị kiếm tiên của Thương Sơn đã rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, lúc này có lẽ đã ở Thanh Châu rồi, xem ra bọn họ chuẩn bị liều mạng với chúng ta đấy. Lục Tôn Chủ nhẹ giọng nói, không sao, chúng ta đã để Thương Kiếm Tông này thoải mái quá lâu rồi. Mạc Tu gật đầu, Thương Kiếm Tông muốn tìm Liên Minh Hộ Giới báo thù. Liên minh hộ giới thì không muốn tìm Thương Kiếm Tông báo thù sao? Phải biết rằng, thi thể của một vị tôn chủ trong liên minh hộ giới vẫn còn treo dưới chân Thương Sơn kia. Lúc này, Lục Tôn Chủ lại nói, cho dù thế nào, tâm bản nguyên này cũng có tác dụng rất lớn với chủ thượng, tuyệt đối không thể có bất cứ sai lầm nào được. Mạc Tu gật đầu, hiểu, ta lập tức đi sắp xếp một chút. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lục Tôn Chủ trên không trung chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đêm khuya, Diệp Huyên chậm rãi giơ tay phải lên, không gian xung quanh tay hắn lập tức trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên mở bàn tay ra, không gian lập tức trở nên bình thường, mà lúc này, hắn lại giơ tay phải về phía nước suối trước mặt, đè xuống một cái, nước suối ở chỗ bàn tay hắn lập tức biến mất. Phân giải không gian. Diệp Huyên ngồi bên bờ suối hít sâu một hơi. Bây giờ hắn vẫn chưa đạt đến ngự pháp cảnh chân chính, nhưng hắn đã có thực lực của ngự pháp cảnh chân chính rồi. Sở dĩ chưa đạt đến ngự pháp cảnh chân chính là vì không có kiếm bậc thiên để hấp thụ. Cảnh giới không chỉ dựa vào ngộ, còn cần các mặt khác nữa, hơn nữa ngự pháp cảnh chân chính cũng không chỉ có mỗi phân giải không gian. Chương 624, kiếm đạo của mình rốt cuộc là gì? Linh hồn, tinh thần lực. Thân thể và các phương diện đều cần đạt đến một trình độ nhất định, mới có thể được gọi là ngự pháp cảnh chân chính. Nhưng hắn bây giờ chỉ thiếu kiếm mà thôi. Chỉ cần có đủ kiếm sẽ có thể bước vào ngự pháp cảnh chân chính bất cứ lúc nào. Diệp Huyên cũng không rời đi, hắn vẫn ngồi bên bờ suối, lúc này, hắn đột nhiên nhớ đến câu nói của Việt Kỳ. Thế nào là kiếm tiên? Cái gọi là kiếm tiên chính là có kiếm đạo của bản thân. Kiếm đạo của bản thân là gì?
hắn đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cũng không nghĩ kỹ lắm. Kiếm. Vì sao phải học kiếm? Lúc đầu, mục đích học kiếm của hắn rất đơn giản, cũng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, cảm thấy kiếm tu rất ngầu. Mà đến bây giờ, hắn phát hiện con đường kiếm đạo còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Đặc biệt là lúc cảm ngộ ở khu vực mộ kiếm của Thương Kiếm Tông khiến hắn hiểu, kiếm đạo thật sự bao hàm quá nhiều thứ, hơn nữa kiếm đạo của mỗi người đều có chỗ đặc biệt của riêng mình. Như vậy, kiếm đạo của mình là cái gì? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên dần có hơi ngơ ngẩn. Kiếm ý của mình là kiếm ý thiện ác, nhưng thật ra hắn cũng không hiểu rõ thiện ác cho lắm. Vì chuyện đời quá phức tạp, rất nhiều lúc, thiện chưa chắc là không ác, mà ác cũng chưa chắc là không thiện. Người tốt, người xấu. Nhìn từ góc độ khác nhau, có thể sẽ có kết quả khác nhau. Mà kiếm đạo thì sao? Kiếm đạo của mình rốt cuộc là gì? Diệp Huyên lại thầm hỏi mình một lần nữa. Không có đáp án. Chẳng những không có đáp án, còn hơi loạn nữa. Diệp Huyên cứ thế ngồi yên một đêm, đến lúc trời sáng, Diệp Huyên như nhớ đến điều gì, hắn lấy một hình nhân gỗ ra. Hình nhân gỗ này chính là Diệp Liên. Nhìn hình nhân gỗ, Diệp Huyên nở nụ cười, một lát sau, trong đầu hắn xuất hiện những hình ảnh trước đây. Đó là một chuyện khi còn rất nhỏ, hắn cõng muội muội đi dạo phố, khi đó muội muội thắt hai bím tóc, mặc váy hoa nhí. Đọc tiếp tại tianfamlips247.com nhé. Lúc này, hắn đã là thế tử của nhà họ Diệp, vì thế, cuộc sống cũng không túng thiếu lắm. Diệp Huyên cõng Diệp Liên đi tới một quán mì, hai huynh muội ngồi xuống, Diệp Liên nhìn hắn, trên khuôn mặt là nụ cười sán lạn. Một lát sau, hai bát mì nóng hôi hổi được bưng lên, trong bát của hai huynh muội đều có một quả trứng chiên. Diệp Liên bưng mì lên bắt đầu ăn. Còn Diệp Huyên cứ im lặng nhìn cô bé như thế, trên mặt hắn cũng là nụ cười tươi. Rất thỏa mãn. Rất hạnh phúc. Vì hắn có thể cho muội muội mặc đẹp, ăn ngon. Hơn nữa, nhà họ Diệp cũng không ai dám bắt nạt muội muội. Một lát sau, Diệp Liên bưng bát lên uống sạch nước canh, như nhớ đến điều gì, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, nhếch miệng cười ca, sao huynh không ăn? Diệp Huyên cười hỏi, có vui không? Diệp Liên vội ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hít một hơi, Diệp Liên bèn vội hỏi, sao thế ca ca? Diệp Huyên cười khẽ, không có gì. Diệp Liên gật đầu, sau đó tựa đầu lên bả vai Diệp Huyên, mà cô bé không hề phát hiện, phía sau lưng Diệp Huyên đã có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Là thế tử của nhà họ Diệp. Vì tranh giành lợi ích cho gia tộc, hắn gần như mỗi ngày đều liều mạng chiến đấu với mấy nhà khác. Bị thương là chuyện như cơm bữa. Nhưng hắn rất vui. Vì hắn có thể nhờ vào sự cố gắng của bản thân để thay đổi số phận của muội muội. Đến nay hắn cũng sẽ không quên lúc người phụ nữ kia rời đi, hắn và muội muội đã phải sống cuộc sống như thế nào. Lúc đó, muội muội muốn ăn bát mì cũng không ăn được, đừng nói là ăn mì. Rất nhiều lần hai huynh muội đều suýt chết đói. Một người đàn ông, chuyện đau khổ nhất chính là không có năng lực bảo vệ người bên cạnh mình. Ồ, vậy muội còn muốn thêm trứng, một lần thêm một quả. Không thành vấn đề. Hi hi, ca ca tốt nhất. Đúng rồi, ca ca, huynh có biết nguyện vọng lớn nhất của muội là gì không? Là gì? Hi hi, sau này muội muốn mở một quán mì. Ngày ngày nấu mì cho huynh ăn. Chương 625, cao thủ chi đạo. Bên bờ suối, Diệp Huyên dần nở nụ cười tươi. Muội muội. Dù là lúc trước hay bây giờ, hắn đều không có quá nhiều suy nghĩ khác, hắn chỉ muốn muội muội sống tốt thôi. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng hy vọng nhiều người được sống tốt hơn. Thác Bạt Ngạn, Khương Cửu, Tiểu An, Kỳ An Chi, Mạc Vân Khởi, Lăng Hàn và những người khác nữa. Hắn mong tất cả mọi người đều sống tốt, đương nhiên cũng hy vọng bản thân mình sống tốt. Mà muốn những người bên cạnh sống tốt cũng không phải một chuyện đơn giản. Thực lực. Nhất định phải có thực lực mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên tỉnh ngộ. Kiếm đạo. Mình muốn kiếm đạo như thế nào? Thật ra,
mình chỉ muốn trở nên mạnh hơn thôi. Mạnh. Nghĩ đến đây, kiếm ý trong người Diệp Huyên đột nhiên cuộn trào lên. Kiếm ý thiện ác. Hai loại kiếm ý bay ra từ trong người Diệp Huyên, sau đó lan tràn ra bốn phía. Hai loại kiếm ý tựa như cơn gió thổi qua xung quanh, càng ngày càng xa. Chẳng mấy chốc, trong dãy núi đã tràn ngập kiếm ý của Diệp Huyên. Mà kiếm ý của hắn cũng đang lặng lẽ thay đổi. Mạnh. Một người đàn ông nhất định phải có thực lực, nếu không có thực lực, rất có thể sẽ không có gì nữa. Dù có lẽ cũng không thể giữ được. Mà kiếm đạo của Diệp Huyên hắn, chính là cao thủ chi đạo. Kiếm chỉ là thứ giúp hắn trở nên mạnh mẽ thôi, đương nhiên là hắn cũng thích kiếm. Kiếm đạo của mình là gì? Lúc này, Diệp Huyên đã có đáp án rồi. Kiếm đạo của mình chính là cao thủ chi đạo. Mà muốn mạnh đến mức độ nào? Hắn cũng không tham vọng quá, chỉ cần mạnh đến mức không ai dám bắt nạt, muốn làm gì thì làm là đủ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đứng lên, hắn vừa mới đứng lên, kiếm ý ở cả dãy núi lập tức tập trung về phía hắn. Những kiếm ý kia nhanh chóng tràn vào người Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, sau đó vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Đọc tiếp tại tianfamlips247.com nhé. Hắn mở tay phải ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau, thanh kiếm trong lòng bàn tay hắn bắt đầu rung lên dữ dội, cùng lúc đó, từng tia kiếm ý không ngừng tràn vào trong thanh kiếm, theo kiếm ý không ngừng tràn vào, thanh kiếm trong tay hắn cũng ngày càng rung mạnh hơn, tựa như muốn gãy nát. Vẻ mặt Diệp Huyên rất nghiêm túc. Vì hắn phát hiện lúc này kiếm ý trong người mình đang rời sông lấp biển, hắn sử dụng kiếm dẫn kiếm ý ra ngoài, nhưng dường như chẳng có chút hiệu quả nào. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên vội vàng hỏi, đại thần tầng 2. Đại thần tầng 2 không hề trả lời. Diệp Huyên lại hỏi, nếu người còn không nói gì nữa thì ta sẽ chết mất. Hắn đang thấy cực kỳ khó chịu, cảm giác như cơ thể sắp bị căng nứt vậy. Lúc này, đại thần tầng 2 chợt cất lời, kiếm ý thay đổi, khống chế đi. Ngu ngốc. Khống chế bằng cách nào, Diệp Huyên lòng như lửa đốt. Ta cũng đâu có biết. Nghe vậy, Diệp Huyên giận suýt nổi điên, người cũng không biết vậy người nói cái khỉ gì. Diệp Huyên không hỏi đại thần tầng 2 nữa, vội vàng phóng thích kiếm ý ra ngoài một lần nữa, chẳng mấy chốc, kiếm ý của hắn lại lan tràn khắp xung quanh giống như lúc trước. Mà lúc này, hắn lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà, những kiếm ý kia. Lúc này, Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì, hắn cau mày, thân thể của ta đã không chứa đựng nổi kiếm ý của ta, có phải có nghĩa là, sau này, kiếm ý của ta sẽ hòa làm một với thiên địa không? Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, kiếm tiên. Lão tử thành kiếm tiên rồi sao? Dứt lời, hắn chỉ về phía trước một cái. Vụt. Một tia kiếm quang bắn nhanh ra như tia chớp, một tảng đá cách đó 10 trượng lập tức bị xuyên thủng. Diệp Huyên ngây người. Vì hắn phát hiện cảm giác khác thường. Cảm giác này rất kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu, vì khi nãy lúc sử dụng chiêu kiếm này, tốc độ của nó nhanh hơn lúc trước rất nhiều, không những thế, hắn cảm thấy dường như nó còn có thêm một thứ. Linh tính. Hắn nghĩ tới từ này. Ở bên kia, mấy người Trần Bắc Hàn cũng đang chờ. Đang chờ tâm bản nguyên của Thanh Châu xuất hiện. Không chỉ có Thương Kiếm Tông và Liên Minh Hộ Giới, rất nhiều thế lực của Trung Thổ Thần Châu đều chú ý đến. Vì lúc này, rất có thể là trận chiến sinh tử của Liên Minh Hộ Giới và Thương Kiếm Tông. Trận đại chiến lần này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình của cả Trung Thổ Thần Châu. Cả Liên Minh Hộ Giới và Thương Kiếm Tông đều là thế lực hàng đầu. Nếu hai thế lực hàng đầu này nổ ra cuộc chiến sinh tử chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Vì thế, rất nhiều thế lực đều đang chú ý đến Thanh Châu, trong đó có cả Huyền Môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.